Hi, xin kính chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn Và hôm nay như thường lệ thì quý sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật Do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi và trong hai video trước tập 98 và 99 thì là hai phần đầu tiên trong những cái câu chuyện ma có thật của em mèo Và hôm nay là tập 100 ha Nguyễn sẽ tiếp tục kể ra cái phần cuối cùng những cái câu chuyện tâm linh mà bản thân em mèo cũng như là gia đình của em gặp qua và trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ chú Nguyễn Các bạn nhớ ấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a.gmail.com đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay được mang tên là căn nhà 817 đầy quỷ. Nói qua một xíu về những cái câu chuyện tâm linh của em mèo ha, thì đây là những cái sự kiện riêng rẽ cho nên các bạn không cần nhất thiết là phải xem tập 98 và 99 thì mới hiểu được tập 100 này đâu. Và cái sự kiện đầu tiên mà em kể lại được mang tên là nhà trọ có ma. Năm 2014 sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 rồi thì em mèo thi đậu hai trường đại học ở Sài Gòn và cuối cùng á thì em chọn học theo cái ngành quản trị khách sạn. Và cái lần khi mà lên đây thì em thuê nhà trọ và cái căn nhà đó là mới hoàn toàn nha các bạn và cũng một cái người quen của dòng họ đó. Chỗ này thì nằm ở trên đường Cộng Hòa và gần Maximax và đi vô một con hẻm nhỏ đối diện với lại đường Hoàng Hoa Thám. Do là mèo vào cái thời điểm đó chưa biết lái xe cho nên là má hai của em á, mới kêu mẹ ruột của mèo là đi lên đây đi để cái thời gian đầu lo lắng cũng như là chăm sóc cho em. Khi nào mà quen việc rồi á, thì để em ở mình cũng không sao. Và em mèo vốn dĩ đầu tiên á, thì em đi vào trong cái chỗ thuê trọ thì em không thích đâu nha các bạn. Em tả lại á, là cái căn phòng của em nằm ở tầng 4 ngay đầu tiên và đối diện với cái cửa thang máy luôn. Và cái chỗ này nó chật lắm quy định giờ giấc là phải về trước 10 giờ các kiểu Nói chung năm na là không có tự do Đâm ra là em hơi kiểu không thích lắm Lại thêm cái kiểu là ở nhà của người quen nữa Có cái gì thì cũng gọi điện về nói cho má hai Xong rồi gọi điện về nói cho mẹ ruột của em Làm cho em cảm thấy rất là tù túng Tánh em mèo này nè các bạn rất là khó kết bạn ha Cũng cũng khó là giao lưu với ai á Cho nên là cả tháng cũng không biết mặt ngang dọc hàng xóm như thế nào Tuy nhiên mẹ em thì lại khác ha Mẹ ruột của mèo là cô Lan á, vốn dĩ là một người rất là sợ lợi cởi mở, thích nói chuyện với mọi người, là thích kiểu giao thiệp người này người kia. Cho nên chưa đầy một tuần là đã biết hết toàn bộ những người ở cùng tầng. Và kể cả bên dãy khác thì mẹ của em mèo cũng rành luôn. Lúc đầu vào ở thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Mãi cho đến 2 tháng sau thì những cái câu chuyện tâm linh nó mới bắt đầu. Cô Lan nè, thì có chơi chung với một cô ở cái dãy đối diện ha, cho nên là hay sang nhà cô đó để mà tổ chức ăn uống xong rồi hát karaoke này nọ. Với cái bản tính của em mèo không thích giao thiệp thì em ở nhà học bài và không có đi theo. Và cái ngày hôm đó các bạn, cũng như thường lệ học xong thì em đi ngủ sớm. Mẹ của em thì có nhắn tin về nói là cái cô hàng xóm bên kia thì rủ ăn lẩu cho nên chắc là mẹ về trễ một chút xíu và kêu em mèo này thì ngủ trước đi. Đang nằm ngủ ngon làm lắm các bạn đánh một giấc từ khoảng 9 giờ cho đến khoảng 12 giờ đêm thì em này thức dậy lý do là em nghe có một cái tiếng ai đó gõ vào cái cửa phòng của mình mà ngộ lắm nha nếu mà gõ cửa thì người ta sẽ gõ rất là nhanh và đồng thời là người ta cũng sẽ kêu tại vì 12 giờ đêm rồi chắc là có chuyện gốc thì người ta mới gõ như vậy nhưng mà cái tiếng gõ cửa này nha các bạn nó gõ lên 3 tiếng mà mỗi tiếng cách nhau rất là lâu dạng như là gõ cốc 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 và rồi sau đó dừng lại khi mà mèo nghe xong thức dậy á, thì em thầm nghĩ trong đầu là mẹ của mình đi về nhưng mà mẹ có chìa khóa mà không biết sao tự nhiên lại gõ cửa làm cái gì cho nên á, là em cũng lười và nằm đó để mà tiếp tục ngủ nhưng mà sau một khoảng thời gian thì lại vang lên tiếp 3 tiếng gõ cửa Lần thứ hai này thì em nghĩ chắc là nhà hàng sớm muốn mượn đồ cái gì đó hoặc làm sao đó, họ cần nhờ cái gì giúp đỡ. Nhưng mà khuya rồi gõ cửa nhà người khác mà không không nói, không rằng như vậy thì cũng rất là bất lịch sự, làm cho người ta ở trong đó người ta rất là sốt ruột luôn. Lúc này nè, em mèo mấy ngồi dậy, dụi mắt và nhìn ra ngoài cửa thì em không hề thấy bóng của một người nào hết nha. Cái cánh cửa phòng em là cửa kính và chỉ dán cái giấy mờ thôi. Và ở bên ngoài hành lang thì có đèn Cho nên nếu như có một người nào đó đứng ở trước cửa Thì bắt buộc phải để lại cái bóng Nhìn qua cửa chính không thấy Em mới quay qua tiếp cửa sổ Cũng không thấy ai hết Và lúc đó thì em nghĩ trong bụng á Không biết là ai chơi cái trò gõ cửa Xong rồi chạy trốn Và em không hiểu là tại sao lại chọc ghẹo em vào cái giờ này Và vừa nghĩ xong nha các bạn Em nằm xuống tính ngủ tiếp Thì nghe thấy có một cái âm thanh Là tiếng khóc vang lên giữa đêm cái tiếng khóc đó thúc thích thúc thích mà cái giọng này là của người con gái nha. Và khi này em cũng chưa nghĩ là chuyện tâm linh đâu. Tại vì nó có một cái nguyên do như thế này nè. Cái chị thuê cái căn phòng kế bên em á thì chị cũng thường xuyên khóc vậy lắm các bạn. Chị thuê với bạn trai và không biết yêu đương kiểu gì mà dăm bữa nửa tháng á lại chửi nhau xong mà chị này chỉ buồn chỉ ngồi chỉ khóc. Và em cũng hay nghe cái tiếng của chị đó vọng qua bên phòng của em. Cho nên khi đó thì em chỉ nghĩ đâu chắc bà này là chửi lộn bạn trai bà khóc rồi và em cũng mặc kệ và cuối cùng làm đắp mền ngủ tiếp Qua sáng ngày hôm sau ha Khi mẹ em tỉnh dậy thì thấy mẹ em đang hâm đồ ăn ở trong bếp á Thì em mới hỏi mẹ là hôm qua mấy giờ mẹ về Mẹ về mẹ gõ cửa làm chi vậy Tự nhiên mẹ có chìa khóa mà Thì cô Lan mới trả lời lại là đâu có đâu Tao gõ cửa phòng mày làm chi Tại tao có chìa khóa tao tự vô được mà Nghe mẹ của mình nói xong thì em mèo cũng kể lại là hôm qua á, chị hàng xóm nhà không biết là chị cãi lộn gì với anh người yêu mà chị khóc giữa đêm mà có nghe rõ ràng là tiếng khóc thúc thích luôn. Thì lúc này nha các bạn, mẹ của em mèo chưng hững, mẹ nói là mẹ bị khùng hả con? Cái con bé Thanh á, nó về quê từ hôm qua rồi mà. Hôm qua mẹ gặp nó ngoài thang máy, nó kêu là nó về quê có việc chắc phải một tuần nữa mới lên. Mà cả cái lầu này trừ nhà trong cùng vào nhà mình ra thì mọi người đi hết rồi làm gì có ai thì lấy đâu ra tiếng khóc mà mày nghe khi mà nghe mẹ của mình nói xong như vậy thì em mèo trong thâm tâm em biết là mười mươi chắc chắn là mình gặp ma rồi nhưng mà em không có nói cho mẹ ha sợ là mẹ lo và tranh thủ tới cái giờ mà chưa đi học đó các bạn em mèo mới chạy qua coi cái phòng kế bên thì rõ ràng đúng như mẹ nói là chị thanh đi mất tiêu rồi và lúc này á còn lại một cái suy nghĩ là không biết có thể là cái căn phòng ở trên lầu á họ khóc mà nó vang tiếng xuống đây thì sao cho nên em cũng chạy lên trên để em kiểm tra thử Thì cả dãy trên lầu không có một bóng người luôn các bạn Tầng đó chưa có ai dọn lên hết Cho nên em cam đoan Em biết rồi Chắc chắn cái người hôm qua mình gặp Cái tiếng khóc hôm qua á, mình nghe á, là ma Và ở đó chừng khoảng được một năm Thì em mèo này với một cái người bạn thân Chuyển qua một cái căn phòng trọ khác Ở quận 3 và khu vườn chuối cái căn nhà trọ này thì nhỏ hơn nha các bạn, có 3 tầng và mỗi tầng á, thì có hai phòng vị trí là 6 ha. Và ở dưới cùng là một cái tiệm cắt tóc. Ở bên trong căn nhà này thì gặp cái chuyện những cái tiếng gõ cửa vào giữa đêm là thường xuyên xảy ra. Và em ở riết mẹ em quen luôn. Đêm nào thì cũng tầm khoảng 2 giờ, 3 giờ đêm là gõ. Và đặc biệt là những cái đêm mà em mẹ ở nhà một mình á. Cái thời gian đầu em không dám chắc thì có đi qua hỏi những cái người trọ xung quanh á. Nhưng mà người ta kêu không có cho nên em hiểu rồi. Và bằng đi một khoảng thời gian thì có thêm một người bạn thân khác nữa dọn và ở chung với mèo và cái người hiện tại thì trong căn nhà đó có ba người ha một là em mèo nè cái người ở đầu tiên cùng với em mèo tên là ẩn và cái người dọn về sau này tên là tăng ba đứa thì ở chung vui lắm các bạn nấu ăn nấu uống đủ thứ rồi mua bia về tối nhậu cùng với lại những mấy đứa con gái ở trong trong cái chỗ nhà trọ này nè là bữa tối hay đi chơi á nhiều khi tính khoảng hai ba sáng thì mới về và được một thời gian vui vẻ thì bắt đầu có những cái câu chuyện tâm linh dày đặc hơn và em mèo này là người đầu tiên gặp Lúc đó tự nhiên nha Đêm nào ngủ thì em cũng cảm thấy là người nó mệt mỏi Kinh khủng khiếp luôn á Và hai người ở trong phòng thì cũng nhìn thấy em mèo như vậy mà hoảng Giống như là nhìn em gầy cuộc nè ốm yếu nè, xanh xao nè Giống như là người không có sức sống gì đó Cái thời gian đó ha, Mỗi lần mà mèo nằm ngủ thì lại nằm mơ thấy một người Mà trong giấc mơ á Em mèo cùng với cái người đó tình tứ lắm các bạn Yêu thương nắm tay ôm ấp giống như là bồ bịch mà cứ mỗi lần em mơ thấy người đó xong là cơ thể của em rã rồi hết trơn kiểu là ngồi dậy không nổi và giống như là người ta rút gân chặt xương của mình ra vậy đó mà ngộ một cái là mỗi lần em mèo ở một mình thì chắc chắn là sẽ bị nhưng có hai người bạn của mình nằm cùng thì không sao nói về cái người mà em gặp trong giấc mơ thì em chỉ nhớ người đó mặc một cái bộ đồ màu trắng tóc đen nhưng chưa bao giờ em nhìn được rõ mặt ha cứ tưởng đâu là chỉ mình em mèo này bị thôi Nhưng mà đến lượt cái người bạn của em tên là Tăng á Cũng bị theo luôn Hôm đó nằm ngủ đối diện một cái gương nha các bạn Cái gương này có từ trước khi mà tụi em mèo này dọn tới đây Và em thấy tiện cho nên là cũng để luôn Cái thằng cu tên là Tăng á Nó kể là lúc mà nó ngủ thì nó nằm một cái giấc chim bao Nhưng mà nó cảm giác rất là thật Giống như là nó tự trải qua cái câu chuyện đó luôn nó kêu là nó đang ngồi lên trên một cái chiếc ghe nhỏ chở qua sông Và ở trên ghe thì có mấy người ngồi lòng các bạn Nhưng mà mặt mũi ai nấy là cũng cúi gầm xuống đất như vậy nè Cái ông lái đò ha Vừa chờ nó leo lên á là chèo cái đò đi ra dần dần cứ chậm, chậm 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 trôi như vậy Và lúc mà tăng lên đò đó thì nó kêu là nó phát hiện có một cái người ngồi đối diện chỗ của nó Nó tả lại là người này mặc bộ đồ màu trắng tóc cũng đen dài và nó nhìn thấy được rõ mặt của người kia luôn nha. Chưa kịp làm gì hết thì cái người đó trong giấc mơ bay lại ôm rồi hôn thằng cu này một cái. Và nó nói là miệng của người kia mỗi lần mà chạm vào trong mặt của nó là lạnh lẽo lắm các bạn Mà kinh khủng hơn là cái lưỡi của người đó nó trẻ làm đôi và nó nhỏ xíu giống như là cái lưỡi rắn Vừa chạm vào trong miệng của thằng cu này là nó đau rát một cách kinh khủng luôn cái cảm giác nó thật đến mức trong giấc mơ ha nó xô cái người kia ra và lập tức là tỉnh dậy vừa xong nha các bạn nó chạy vô nhà tắm ói ra một cái nhúm máu và lúc đó đó là nó có kêu em mèo này thức dậy nè em cũng chạy vào bên trong coi thì em thấy rõ ràng là ói ra máu thiệt nha các bạn hai người đó, sợ quá trời sợ luôn rồi không biết bị em sao hết và lúc đó cái thằng cu tăng đó, nó mới há miệng ra cho em mèo coi thì em thấy là cái nú của nó đã bị cắt ngang một đường như nè Đến mức mà chảy máu ra như vậy Không hiểu chuyện gì đang xảy ra ha Qua một khoảng thời gian chừng khoảng 3-4 ngày sau á Thì cái đứa cuối cùng trong căn phòng đó Chính là thằng cu ẩn á Nó cũng gặp luôn Nhưng mà lại trong một cái diễn biến khác cái hôm đó thì thằng cu này cũng ngủ lại trong phòng con mình thôi Và em mèo với lại thằng cu Tân Tăng á, thì đều về quê hết trơn Và cũng trong một cái giấc chim bao thằng ẩn này nè các bạn nó thấy là mình cũng đang đứng cạnh ở một cái bến sông và cạnh bên sông nó có một cái chợ gì đó mà đông đúc người qua lại lắm nó có đi dọc 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 dọc, dọc như vậy các bạn thì tự nhiên thằng ẩn này nè nó nghe thấy tiếng của mấy người từ chợ kêu la lên á là có người chết đuối có người đang chết đuối kìa nó không hiểu chuyện gì ha nhưng mà cũng theo chân mấy người kia chạy ra bến sông để mà coi và ở đó đó các bạn có nguyên một cái đám người ở bu đen bu đỏ và mấy ông đàn ông thì kéo lên một cái xác người đang nằm bất động giống như là đã chết từ rất là lâu rồi cái xác đó đó mặc bộ đồ trắng và tóc cũng đen dài luôn nha và vừa thấy tới cạnh đó là nó tỉnh dậy luôn và sợ quá cho nên là phải bật đèn thức cho đến sáng khi này nè ba thằng cu không biết phải làm gì và cũng không biết là mình đang gặp cái vong như thế nào và thằng cu tăng nó còn nói á, nó thấy được cái lưỡi của người ta giống như là con rắn cho nên nó nghĩ đâu chắc là gặp xà tinh rồi. Và lúc nó đang sinh viên đi học mà cho nên là cũng cắn răng chịu đựng thôi và đến một cái giai đoạn khi mà cả ba đứa đi về quê á thì cũng có xin thầy, xin bùa, xin phép để dán trước cửa xong mà đeo lên người. Thì những cái câu chuyện tâm linh nó chỉ đỡ hơn một xíu chứ không hết hẳn ha. Và kể từ lúc đi xin bùa đến khoảng tầm 1 đến 2 tuần sau thì cả ba đứa đều dọn ra khỏi cái căn phòng trọ đó đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên qua tới sự kiện thứ hai tên là quỷ bám tường hồi đại học năm nhất á, thì em mèo có chơi chung với một cái cô bạn cô bạn này gọi là lam ha quê ngoại của em lam này cũng ở bà rịa vũng tàu cho nên hai đứa thường hẹn với nhau là sẽ đi về quê chung và lúc đó là vào một cái dịp gần tết ha các bạn cả hai đều ở quê á, cho nên là em mèo này mới xách xe qua chở em lam đi qua tới vũng tàu chơi Tới nơi á, cả hai đứa mới đi dạo vòng vòng nè, đi ăn gia ô, sau đó đi ăn lẩu rồi xuất phát từ Vũng Tàu về đến Bà Rịa và tầm khoảng 9 giờ hơn chút xíu. Từ đó mà về giờ tới Bà Rịa ha, nếu mà chạy với vận tốc khoảng 60 km h thì mất khoảng 20 đến 25 phút thôi. Và cũng đang chạy bình thường cho đến cái lúc gần tới chỗ ẹo ông Từ đó các bạn. Thì em mèo mô tả lại là có một cái đoạn đường rất là trống, toàn là cây cối thôi chứ không có nhà cửa người dân gì hết. Và dạo bình thường em chạy qua chỗ đó cao lắm 10 phút thôi là hết rồi Nhưng mà không hiểu sao cái hôm đó nha các bạn Hai đứa này á, nó chạy lâu ơi là lâu nhưng mà vẫn không tìm thấy được cái chỗ ra Lúc đó nha Em Lam á, đang cầm lái cho nên là em mèo ngồi phía sau kêu á, là Ê Lam ơi bà chạy xe gì sao mà chậm dữ vậy Chạy à nhanh xíu đi chứ tối chỗ này á, sợ lắm đó bà Khi đó nha Em Lam mới trả lời bằng một cái giọng cũng hơi hoảng hoảng rồi các bạn Em kêu á, là đâu có đâu Tôi chạy 80 cây số trên giờ luôn nè. Và em mèo nhón lên coi thì thấy đúng là như vậy thiệt. Nhưng mà không hiểu sao là hơn 15 phút rồi vẫn không thoát ra được cái khu đường đồng trống đó. Mà kỳ cục là trên đường cũng không hề có bất kỳ một chiếc xe nào hết kể cả cùng chiều hay là ngược chiều. Em mèo linh tính nghi chắc là gặp rồi cho nên mới nói nhỏ với em Lam á, là có khi nào mình bị ma che mắt không? Hay người ta còn gọi là quỷ bám tường đó bà? khỏi phải nói nghe tới đây thì em làm kiểu xanh lè mặt mũi luôn các bạn em mới kêu là thôi đừng nói vậy sợ lắm ráng chạy chút nữa chắc là cũng ra tới nơi à mặc dù là mạnh miệng nói như vậy thật ra là để trấn an thôi nha các bạn nhưng mà trong lòng thì lo cực kỳ lo luôn trên đường thì vắng trời thì tối không hề có bất kỳ một người nào đi chung hết và em mèo còn để ý á, là em thấy có một cái đám khói rất là kỳ cục ở bên đường ha nó bay lãng đảng giống như sương mù vậy các bạn và dày một cái lớp lưng chừng như vậy nè chứ không phải là cao ngút ngàn lên đâu thêm nữa là nó cứ ứ động ở bên đó không có chịu tan đi mặc dù bên ngoài trời rất là nhiều gió lúc này em lo lắng lắm rồi miệng ngồi sao mà em cứ khấn là a di đà phật lạy quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn em cứ niệm liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy á và một hồi sau khoảng 5 phút thì em nhìn trước mặt là thấy một cái bùng binh ha thì em biết là mình ra khỏi được cái chỗ này rồi Mừng quýnh mình quán luôn các bạn Lúc đó mèo mới nhìn vào đồng hồ á Thì hai đứa này đã tốn khoảng 30 phút để đi ra khỏi khúc đường đó Và nó còn nhiều hơn khoảng thời gian từ Vũng Tàu mà chạy về Bà Rịa nữa Cái chuyện thứ hai ha Em mèo cũng thấy ở ngoài đường trong một lần em đi xe tốc hành về quê cái ngày hôm đó thì mèo đi ra bến xe ở trên đường Nguyễn Thái Bình quận nhất á em bắt chuyến cuối cùng luôn để về Bà Rịa và em nhớ đâu đó là tầm khoảng 9 giờ hơn Và ngay cái lúc mà xe đang chạy tới đoạn Long Thành mà có nhiều xe tải đó các bạn Em này nè, thì ngồi ở băng ghế cuối cùng có mình Do là chuyến cuối cho nên ít khách lắm Cái thời điểm đó là tối thui rồi Em nhìn ra bên ngoài nhưng mà không thấy rõ được cảnh vật lắm đâu nhưng mãi một hồi sau thì tự nhiên em nhìn qua phía bên kia cái làng đường á Thì em thấy là có một cái người đàn ông đang lái một cái xe Em còn nhớ kỹ á, là cái xe đó kiểu cũ lắm rồi Chắc là xe cúp hoặc là xe rim hay là gì đó Nhưng do trời tối em chỉ thấy được cái ánh đèn và cái người đàn ông như cái dáng được thôi các bạn Và cái điều đặc biệt là người đàn ông kia đang chạy ngược chiều ha Có nghĩa là từ hướng của em mèo nhìn qua thì ông ta đang chạy cùng chiều với em đó Lúc đầu em cảm thấy lạ lắm Trời không biết sao mà ai gan dữ vậy Cái giờ này toàn là xe tải không mà dám chạy ngược chiều giống kiểu vậy nữa Thì không sợ chết hay sao Một hồi đó các bạn em cứ chăm, chăm 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 em nhìn vào người đàn ông đó nha và cho đến một cái lúc có một cái chiếc xe tải chạy qua và chắn ngang tầm nhìn giữa em mèo và cái người đàn ông kỳ lạ kia và lúc xe tải qua rồi các bạn thì em thấy là cái bóng dáng của người đàn ông chạy trên chiếc xe đó biến mất hoàn toàn ngay một giây đầu tiên thôi nha em nghĩ đâu chắc là người ta quẹ vào trong hẻm nhưng khi em nhìn kỹ lại ngay đúng cái chỗ chiếc xe đó biến mất là đầu cổng nghĩa trang giáo sứ luôn các bạn cho nên em biết cái người ban nãy em thấy không phải là người Kết thúc cái sự kiện thứ hai Qua tới cái sự kiện thứ ba Tên là chuyện tâm linh khi đi du lịch Câu chuyện này xảy ra trước khi mà em mèo này đi du học Mỹ Thì anh ba của em khi này là ở sẵn bên Mỹ rồi Thì có về Việt Nam chơi một đợt Để mà thăm cái người bạn gái Và sau này cũng là vợ của ổng luôn Và cái chị này tên là chị Mai ha khi đó thì mọi người cũng đi du lịch với nhau nhiều lắm các bạn Và trong một lần cả đám về Vũng Tàu chơi á Thì có thêm bạn của chị Mai là một chị tên là Nhã Và một người bạn của anh ba em tên là chị Tin Đợt đi chơi thì cũng không có gì đáng chú ý các bạn Chỉ có một cái đêm nọ đó Cả đám đang ngủ thì nghe thấy có cái tiếng đi lại xào xạc rõ mùng một luôn Lúc đầu thì tưởng đâu là những cái người khách du lịch họ đi chơi về trễ cho nên là tạo ra cái âm thanh đó ngoài hành lang thôi, nhưng một hồi sau khi em mèo này nghe kỹ lại một lần nữa thì em chắc chắn luôn. Cái tiếng đó không phải phát ra hành lang trước cửa phòng mà từ ngay ban công ở lầu 2 trong căn phòng của em luôn. Thì khi này nè, ở ngoài đó là ban công, tất cả mọi người là đang nằm trên giường hết rồi thì ai là người đi ngoài kia mà tạo ra cái âm thanh như vậy? Lúc đó đó em mèo là sợ quá cho nên là mới nhéo cái tay của chị Mai và chị Mai lúc đó cũng nghe luôn nha các bạn bả sợ lắm nằm im chỗ đâu có dám nhúc nhích gì đâu và hai người cứ như vậy mà nhìn nhau sau một hồi sợ quá với lại phần nữa là cũng mệt á cho nên là ngủ tiếp đi và sáng dậy thì chị Mai mới nói là tối hôm qua biết rồi biết là có cái gì đi lại ngoài ban công rồi nhưng mà không dám nói và sợ là cả đám kiểu sẽ hoang mang lo đó và đặc biệt là chị Nhã là cái người bạn của chị Mai nè cực kỳ yếu bóng vía và bạn nhắc gan lắm kìa Chị Mai có nói với là em mèo này một câu là ở Vũng Tàu này, nhà trọ thì thường xuyên gặp cái tình trạng này là rất là bình thường thôi. Và lần nào chị đi cũng có ít nhất một chuyện xảy ra, cho nên á, em đừng nghĩ quá nhiều. Sau đó một khoảng thời gian đến Tết của năm 2016 á, thì ba người là em mèo, anh ba của em và chị Mai có đi Nha Trang chơi chung với lại một cái nhóm bạn của anh ba từ Mỹ về. Và ba người họ thì ở cùng với nhau một phòng ha. Và trong những cái người còn lại thì có một chị tên là chị Nini Chị Nini này nè nà, Đầu tiên là chị ngủ ở bên phòng những cái người bạn của anh ba từ Mỹ Nhưng mà chị kêu á, là mấy ông mấy bà nó ngáy quá trời ngấy luôn Cho nên quyết định là sẽ đổi qua bên phòng của ba người em mèo để mà ngủ cho nó yên tĩnh Trong cái đêm đầu tiên khi mà chị Nini còn ngủ bên phòng mấy người kia, phòng của mấy người ngáy đó Em mèo nè, anh ba của em và cả chị Mai đang nằm ba người trong cái căn phòng này Thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng gõ cửa cọc 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 Thoạt đầu tiên thì nghĩ đâu chắc là chị Nini qua Cho nên là anh ba của em mới đi ra để mà mở cửa Và vừa mở ra thì chân hưởng lắm các bạn Tại vì không có bất kỳ một người nào hết Và gió biển ở ngoài ấy, nó cứ thổi vào mà lạnh ngắt luôn kìa Lúc đó thì anh của em cũng đang buồn ngủ Cho nên không nghĩ nhiều đâu Vội vàng đóng cửa lại rồi mới bước trở lại lên giường của mình Và nằm được khoảng 5 phút sau thôi Thì lại tiếp tục nghe thấy có tiếng gõ cửa Và lần này á ổng đề phòng không mở đi qua nhìn tới cái lỗ mắt mèo các bạn thì thấy ngoài kia vẫn không có ai hết ổng nghi là nghi là gặp rồi cho nên là ổng mới quay lại giường đánh thức chị Mai dậy và kể cho chị Mai nghe và khoảng 5 phút sau nha các bạn lại tiếp tục có tiếng gõ cửa và khi này thì em mèo cũng thức rồi anh chị của em thì mới làm một cái dấu xịt đó để cho em im lặng lại và cả ba người lắng nghe cái âm thanh đó và hết cái tiếng gõ cửa nha các bạn thì mọi người lại nghe tiếp theo là cái tiếng giật chốt á Tả sơ về cái cửa chút xíu ha Bình thường mấy người này ngủ á Thì không có bóp cái cửa lại Mà nó có một cái tay xoay Và ở trên đó thì nó có một cái khóa dây á các bạn Có nghĩa là nếu như mà cái người ta mở cửa từ bên ngoài Thì cũng không thể nào mở được Nó sẽ dướng cái, nó sẽ vướng cái khóa dây lại Lúc đầu á Gõ cửa không ai mở nha Sau đó thì cái tiếng mở khóa và đẩy mạnh vào trong phòng Và lúc đó thì nó sẽ bị kẹt cái khóa dây thì mọi người nhìn vào tưởng nó là ma, tưởng nó là quỷ gì không à Nhưng một hồi định thần lại á Thì thấy là chị Nini đang đứng ngoài kia Khi mà anh ba anh ra mở cửa bên ngoài ha Thì mới hỏi là Ê Nini ơi, em làm gì mà cả đám hết hồn luôn Hồi nãy em gõ cửa mấy lần xong còn chạy đâu mất dạng chi vậy Khi này nè, chị Nini còn giọng ngái ngủ lắm các bạn Chị mới nói là anh nói gì tào lao vậy Em mới qua có một lần đầu tiên mà chứ ai rảnh giữa đêm giữa hôm mà gõ cửa xong chạy chi Em đâu có bị khùng đâu lúc này biết chắc chắn luôn là hai cái tiếng gõ cửa đầu tiên không phải của chị Nini thì chỉ có thể là của người âm mà thôi. Và cái câu chuyện cuối cùng khi mà gặp ma lúc đi du lịch đó là lần em mèo nệm đi Thái Lan ha. Cách cái câu chuyện đi Nha Trang cũng không lâu lắm đâu. Đợt đó đi thì chỉ có bốn người thôi. Em mèo nè, anh ba nè, chị Mai với lại cái chị Nhã, cái chị mà lần đầu tiên đi Vũng Tàu mà chị yếu muốn vía đó lần đầu tiên em mèo được đi chơi xa luôn, cho nên em rất là háo hức mà đi qua Thái Lan lại thích kinh khủng nữa. ở đó là thiên đường mua sắm mà, cho nên là cứ đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia, xong rồi này nọ. khi mà ăn uống no say chơi bời thỏa thích rồi thì cả bốn người này nè mới bắt xe từ Bangkok đi qua bên chỗ Pattaya. vừa đặt chân xuống khách sạn ở bên Pattaya là em mèo đã cảm thấy hơi kỳ kỳ rồi. lập tức em quay qua em nhìn chị Mai. Và bản thân chị Mai này cũng là một cái người nhẹ viết á Cho nên chị hiểu cái mắt của em mèo hàm ý là cái điều gì Tả sơ về khách sạn này nha Em mèo kêu á Nó tre một cái đống màn trắng nhìn thấy ghê lắm các bạn Khách sạn thì vắng người nè Âm u nè và cảm giác nó giống như là một cái bệnh viện nhiều hơn là một khách sạn Thêm cái nữa là hành lang tối tăm lắm Chị bắt đúng có mấy cái đèn thôi Và ngay cả cái buổi sáng á Nhìn nó còn âm u và dị dị và bốn người này nè nhận được hai căn phòng sát bên nhau Căn phòng đầu tiên là giường đôi cho anh ba với chị Mai và cái phòng kia thì hai giường đơn cho em mèo với là chị Nhã. Mặc dù cảm thấy là hơi kỳ dị như vậy nhưng do là đang trong chuyến đi chơi với là đang tâm trạng đang háo hức á cho nên mọi người cũng kệ. Ai về phòng nấy sau đó tắm rửa sạch sẽ mới la ra đường đi bộ đi này đi kia và đến tối khuya thì họ trở về phòng. Chị Nhã thì chỉ đòi tắm trước cho nên em mèo lúc này mới chạy qua bên phòng của anh ba mình với là chị Mai ngồi chơi. Và lúc mà đang đứng nói chuyện một hồi á Thì em mèo thấy ở trong phòng nhiệt độ nó cực kỳ lạnh luôn Nó lạnh một cách bất thường mà nó lạnh từ trong xương lạnh ra liền các bạn Chứ nó không phải là lạnh của máy lạnh bình thường đâu nha Lúc đó em mới rùng mình mấy cái liền luôn Kiểu á, là em xoa hai cái tay của em vào Kiểu áp hai cái lòng bàn tay vào với nhau như vậy là Nhưng vẫn cảm thấy lạnh Mẹ Mè mới quay qua hỏi á, là Ủa có ai mới vừa chỉnh nhiệt độ xuống thấp hay sao vậy Tự nhiên trong đây nó lạnh quá vậy Thì anh ba của em mới lắc đầu nói là không có Hồi nãy giờ nhiệt độ vẫn như bình thường mà Và em mèo không hiểu sao á Em cứ có cái cảm giác thì nó hơi kỳ kỳ lắm các bạn Một hồi á Em chịu không nổi cho nên là mới leo lên trên giường của hai anh chị mình mà đắp luôn cái mền Và khi này chị nhả tắm mà khóa cửa ở bên trong Cho nên là em phải đợi hơn khoảng 15 phút gần nửa tiếng đồng hồ Thì mới về lại phòng của mình được Và trong cái tâm trạng là em thấy là bên phòng của anh ba mình với chị Mai Chắc chắn là có cái gì đó nó không được sạch sẽ Tối hôm đó nha bên phòng của em mèo á thì rất là ổn ngủ rất là ngon luôn nhưng mà qua sáng hôm sau vậy thì chị mai chị kéo tay của em mèo ra và chị nói á chị nghĩ là bên phòng chị có cái gì rồi đó mèo ơi và hôm qua không phải tự nhiên mà em cảm thấy lạnh vậy đâu sở dĩ mà chị mai chị nói vậy là tối hôm qua cái lúc đang ngủ thì chị cũng cảm thấy là nhiệt độ trong phòng tự nhiên nó hạ xuống một cách đột ngột chỉ nghe thêm những cái âm thanh lạo xạo Tiếng kéo màn kéo cửa ở trong cái nhà tắm Và cả cái màn ngay chỗ cái cửa sổ đó các bạn Nó cũng bay phấp phơ, phấp phơ, phấp phơ Giống như là có một cái cơn gió rất là lớn đang thổi ngang qua Mặc dù trong phòng đó đóng kín hết tất cả một cái cửa sổ Và kể cả cái cửa chính rồi Khi này á, chị biết chắc là trong đây có người ở Có những cái người âm á Nhưng mà chị không có dám nói cho anh ba Tại vì sợ anh ba lo và cũng hơn là cả nhà của em mèo á bốn người chỉ ở lại bác tha gia đúng có một đêm thôi và qua hôm sau thì sẽ quay trở ngược lại bangkok rồi và cũng là kết thúc hành trình ba lần đi chơi đều gặp phải cái chuyện lạ đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba qua tới sự kiện thứ tư sự kiện thứ tư này xảy ra khi mà em mèo sang Mỹ được khoảng hơn một tháng ha và lúc này em đang theo học tại Đại học Washington á ở ngay Seattle. Thời điểm đó là vào mùa thu cuối tháng 10 rồi các bạn và trời đã bắt đầu là hơi xe xe lạnh ha và cũng hơi có mưa nữa cả nhà của em mèo này thì đều ở lên hết và chỉ có em là đi học cho nên là em mới ở nhà của một cái người host ở gần cái khu trường đại học để mà lên đi ra đi về cho nó tiện đó người host thì các bạn hiểu nôm na thì là nó giống như là một cái nhà trọ bên mình đi nói chung thì cái cảm giác của em mèo lúc đó rất là mới mẻ ha do là lần đầu tiên qua một cái nước kiểu tân tiến như vậy và thêm cái nữa là mèo bị mù đường đi lại thì cũng hơi khó khăn nhiều khi em bắt xe bus cũng bị lố nữa và em kể là có một cái đêm nọ tầm khoảng 9 giờ hơn rồi trời khi đó sụp tối tối thu tối hù rồi mà em ngồi trên xe bus á em lo nói chuyện với lại người nhà của mình ở bên Việt Nam mà quên giật cái dây giống như là cái chuông báo gì đó cho nên là cái xe bus nó đi lố khoảng tầm mấy trạm mà ở cái đường đối diện thì cũng không có xe để mà quay về lúc đó thì cũng hơi hoang mang lắm mới qua mà đâu biết gì đâu cho nên là em mới sợ trên Google á Thì ở trên map người ta chỉ là em phải đi bộ vào một cái khu dân cư Sau đó thì em mới bắt tiếp xe bus để mà em về nhà trọ được Khi mà bước đi vào trong cái khu dân cư đó nha các bạn Thì nhà cửa tới thu thù lùi à Không có một ánh điện nào phát ra luôn Mà nghĩ cũng lạ lắm Tầm khoảng hơn mới có 9 giờ thôi Mà sao mọi người ở đây tắt đèn đi ngủ quá là sớm như vậy Nhìn cái khung cảnh xung quanh một mình em đi bộ Trên một cái con đường dài như vậy thì em cũng rất là sợ Lúc này thì em mới nhớ tới một số những cái chuyện á Anh trai của em có hỏi là bữa giờ mày ở bên chỗ đó, chỗ nhà trọ đó thì mày có gặp ma bao giờ chưa? Thì em mèo mới qua vui quá mà các bạn Em thấy hăng hái em mới kêu á là em chưa gặp anh ơi Bữa giờ hơn sao á mà em chưa gặp Giữa một cái khung cảnh tối tăm như vậy Tự dưng em lại nhớ tới những cái chuyện ma quỷ á Cho nên em sợ quá mới cố gắng là đi thiệt nhanh để ra khỏi cái khu dân cư này và chạy tới khoảng độ tầm ngã tư á các bạn Thì em nhìn thấy trước mặt mình có một cái chiếc xe đạp Và khi này nha Em nhìn lờ mờ lắm Chỉ thấy là cái chiếc xe đạp thôi Còn cái người ngồi trên đó hình dạng như thế nào ABC các kiểu thì em không thể nào nhìn rõ ràng được Mặc dù như vậy nhưng cảm giác của em vẫn rất là vui Tại vì em nghĩ là mình nó không có đơn độc trên một cái con đường vắng như thế này Cho nên là em giữ cái khoảng cách Cái người đi xe đạp phía trước em thì theo phía sau và lúc đầu thì cũng không có vấn đề gì hết cho đến 15 phút kế tiếp em phát hiện ra một cái sự việc và làm cho em này hả rợn hết cả da gà hôm đó trăng tương đối là sáng ha nhưng mà cái người đàn ông dẫn chiếc xe đạp trước mặt không hề có bóng đổ xuống mặt đường luôn các bạn và thứ hai mặc dù khoảng cách nó cũng hơi xa xa đó nhưng kiểu gì em cũng phải nghe được cái âm thanh người đó đạp hoặc là dắt bộ còn đây á nguyên cả cái con đường đó nó tĩnh lặng một cách khủng khiếp và quan trọng cái thứ ba đó là khi em vừa mới chớp mắt một cái, cái người đàn ông đó biến mất hoàn toàn. Lúc này sợ lắm rồi, nhưng bây giờ cũng phải cố đi thôi chứ làm sao. Và cái lúc em đi tới cái chỗ mà em thấy người kia biến mất á thì em mới phát hiện ra là mình đang đứng trước cái cổng nghĩa trang giáo xứ. Đó là kết thúc câu chuyện thứ nhất ha, còn một cái lần mà em cũng gặp ma ở ngoài đường nữa và em này có một cái kinh nghiệm á, em kêu với mọi người á những cái người nào mà đi tới những cái chỗ lạ nha Nếu như ai có hỏi là đã gặp ma bao giờ chưa Hoặc là ở đây có gặp ma không Thì tuyệt đối không bao giờ được phép nói chữ chưa Mà phải nói là chữ không Ví dụ có lần đó Anh Tư của em hỏi là dạo này ra đường còn thấy cái gì lạ không Thì em mèo này lại theo thói quen em trả lời Là bữa giờ dọn vô cái nhà này nè Thấy ở trong nhà không mà Chứ chưa có thấy ở ngoài đường Và rồi lập tức luôn nha các bạn qua ngày hôm sau á, khi mà em tan làm về khoảng tầm 11 giờ đêm, chạy trên một cái con đường em chạy xe ô tô ha, trên một cái con đường rất là hẹp và tối luôn. Lúc mà đang chờ đèn đỏ ngay ngã tư á, thì em nhìn trước mặt em là có một cái cây cầu bắc qua một cái đường gọi là cái dường đường cao tốc á. Em mèo này nè, nhìn thấy là có một cái người đàn ông đang đi bộ mà cái đầu của ông ta là hơi lú lú lên trên cao qua cái thành cầu chút xíu, thì em thấy lạ lắm trời ơi, giờ này mà ai đi bộ đang tối thui tối hù như vậy và cái đường trước kia nó vắng quá trời vắng đi em nhìn thấy được là do cái đèn pha của em nó hắt hắt lên một tí và một hồi sau ha khi mà đèn xanh đèn đỏ kiểu nó hết rồi đó em mới chạy băng qua cái ngã tư đó thì em mới nhìn lại thì em vẫn thấy tiếp tục là cái người đàn ông đó đang đi bộ nha các bạn nhưng lúc này em mới tỉnh ra nè cái thành cầu á nó phải cao tới 4-5 mét lận thì làm sao mà cái ai mà cao tới mức như vậy trừ khi nào mà người đó đang đứng ở trên nắp Thùng xe container thôi thì em mới có thể nhìn thấy là cái đầu của người ta cao qua chỗ cái thành cầu. Thì em biết rồi, cái này chắc lại là một cái vong nữa. Và cũng nguyên do là hôm qua khi mà người ta hỏi em là đi ra ngoài đường có gặp ma không? Thì em trả lời là chưa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ tư qua tới sự kiện thứ năm tên là nhà 736. Sau khi mà học ở Đại học Washington được một kỳ thì em mèo này mới dọn ngược trở về Portland vì ở trên khu đại học của các bạn nó rất là mắc em học không nổi và quyết định là sẽ ở lại nhà cô để cho đỡ tốn tiền cái căn nhà đó chủ là người Việt Nam ha và nhà có hai phòng thì tiền thuê độ khoảng 1.200 đô và vị trí của nó rất là thuận lợi thứ nhất cái nhà đó rất là đông thứ hai nữa là cái người chị dâu á tức là vợ sắp cưới của anh ba nè chuẩn bị dọn qua bên này cho nên là hai anh em mèo là em mèo với lại anh tư á thì bỏ không có ngủ trong phòng mà đi xuống ở dưới phòng khách cái thời gian đầu thì khá là ok các bạn Căn nhà này nó cũng ấm áp lắm mà nó không có cái gì lạ hết trơn Và lâu lâu lúc mà mọi người đi làm hết thì có nghe vài ba tiếng lột xột thôi ở trên lầu Nhưng mà mọi người giải thích đó là do nhà mà đó nó bằng gỗ tiếng ván nó nở ra Cho nên là em mèo này cũng không có để ý Cái câu chuyện thật sự bắt đầu khi mà cả cô với lại anh ba của em trở về Việt Nam để mà đón chị dâu qua đó Thì nhà chỉ còn lại em mèo này và người anh Tư thôi Ông tư này thì đi làm ở Colombia cả đêm Từ 5 giờ chiều cho đến 1 giờ sáng thì mới về ở nhà Và từ ngày không có nhiều người ở trong cái ngôi nhà đó Thì bắt đầu nó trở nên lạnh lẽo và âm u hơn rất là nhiều ha Ở trong ngôi nhà đó thì có để bàn thờ của ông nội em mèo này Và ở trên bàn thờ thì nó có cái đèn thờ màu đỏ hình trái ớt á các bạn Buổi tối á, nó cứ chiếu ra những cánh sáng như vậy Làm cho em mèo này cũng hơi rợn rợn trong người và bình thường á, thì em mèo ở nhà và sẽ chờ cho anh Tư đi làm về, ăn uống xong rồi thì mới đi ngủ. Và cái đêm đó các bạn, ăn xong thì em này em ngồi coi tivi chút đến khoảng tầm 2 giờ thì em chìm vào trong giấc ngủ. Và đang ngủ ngon lành thì em thấy là kiểu người mình nó rất là khó thở. Ngực của em á, nó tức lắm các bạn mà không thở nổi luôn và tay chân thì tê cứng ngắc không cử động được. Trong đầu của em mèo khi đó biết là mình bị đè rồi cố gắng để kêu anh tư nằm kế bên nhưng mà không thể nào kêu được và người em đâu có động đậy được đâu. Mèo á thì nằm trong sát tường còn ông tư thì ổng nằm bên ngoài nhưng mà quay cái đầu khác hướng cho nên từ ngay chỗ mà em mèo nằm nhìn qua thì sẽ nhìn được cái chân của ổng. Và xong tự nhiên nha các bạn. Em mèo này nè, em nhìn lên á thì em thấy rõ ràng là có hai ông bà già đang đứng mà cái lưng hướng về cái phía cửa và cái mặt của họ là đang nhìn về phía của em mèo. Mà lúc mà nhìn trong cái màn đêm ảo ảo đó Em chỉ thấy được rõ ràng từ đầu cho đến chân của ông già thôi Còn bà già kế bên là cảm giác em biết đó là một cái bà già Nhưng em không nhìn được cái khuôn mặt Em tả lại là ông bà già này là mặc đồ Việt Nam lắm Kiểu còn nhớ luôn là mặc bộ đồ bà ba mà vải bong bong Và ông già thì mặc áo quần đơn giản kiểu đồ ngủ á Và hai cái bóng ngựa đó nó cứ xuất hiện bên dưới cánh đèn thờ xanh xanh đỏ đỏ Làm cho em này sợ lắm nhưng thực sự lúc đó thì em nghĩ ở trong đầu á Hai người này làm sao mà vô nhà mình được Kiểu nhà mình có thờ cúng Xong mà có bàn thờ nữa mà Cứ nằm như vậy một hồi nha các bạn Ông già đó đặt tay lên trên vai của bà già đứng bên cạnh Và xong miệng cứ kêu lên á Là thôi về đi em ơi Về thôi em ơi Cái hồn ma của ông già đó liên tục lặp lại câu nói là Về đi em ơi, về đi em ơi Mà cái âm thanh nó vang xa xăm giống như là từ cõi nào vọng về vậy đó và mặc dù em biết là không nên nhìn theo hai cái bóng ma đó hoài Nhưng mà em kiểu Em tính là không biết ma xua quỷ khiến làm sao á Mà tự nhiên em cứ chăm chăm em dán con mắt vào nhìn vào Cuối cùng em phát hiện được một cái sự kiện kinh khủng á Là em nhìn rõ được ông già từ đầu đến chân Nhưng cái người đứng kế bên cạnh thì hoàn toàn không có cái đầu các bạn Em kể lại là không có máu me ghê rợn gì hết, nhưng mà chỉ thấy được cái cần cổ thôi, còn cái đầu á, thì em không thấy. Và cái người đàn ông đó mặt xanh sao mà nhăn nheo kiểu nhìn nó kiểu thiếu sức sống lắm cả. Mà hai người đó hình như là không biết em mèo có khả năng nhìn thấy họ cho nên là họ cứ đứng yên như vậy. Và người đàn ông cứ mãi mãi lặp lại cái câu là về đi em ơi, về đi em ơi. Và em mèo chỉ có biết là nằm ở đó chịu trận mà thôi. Khoảng độ chừng 5 phút sau á Thì em mới giật mình tỉnh dậy Và người mướt bồ hôi giống như là vừa tắm xong Lúc mà kêu ông anh Tư dậy Thì ông kêu á, là ổ anh ngủ bình thường mà Anh có thấy gì đâu Và khi nhìn đồng hồ thì lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng các bạn Cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong nhà đó Cũng là do em mèo này tưởng mắt chứng kiến ha Nhưng mà nó ghê hơn lần đầu các bạn em bắt đầu nhìn thấy những cái hình ảnh không hay uh, sau cái lần mà hai ông bà già ha là từ lúc mà em đi thực tập ở viện dưỡng lão ngày hôm đó thì mèo về trễ với lại em mệt quá cho nên là em nằm xuống giường và ngủ luôn đến tầm khoảng khuya thì em mới thức dậy và em kiểu ngửi thấy mùi mình á là nó hôi hám bẩn thỉu quá cho nên là em mới đi vào trong nhà tắm khi mà bước vào tới trong là em nhìn đồng hồ để ý là khoảng 1 hai giờ đêm giờ rồi các bạn và bình thường ở trong nhà tắm của mình á thì ở ngay chỗ mà cái 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 cái, cái bồn tắm thì nó sẽ có một cái màn để che lại thứ nhất là để riêng tư thứ hai là để khi mà mình đứng ở trong đó tắm thì nước nó sẽ không có bị văng ra bên ngoài cái lúc mà em vào thì cũng kéo cái màn tắm đó lại ha và cái màn này là để lại từ cái thời mà người chủ cũ rồi em thấy là còn mới quá cho nên sử dụng luôn và không có thay đang tắm bình thường lắm các bạn nhưng tự nhiên em cảm giác là có một cái gì đó nó sợ sợ và nó bất an ở trong lòng lắm. Và kiểu giống như là có người nào đó đang nhìn chằm chằm thẳng vào gáy của em cho nên là em cứ quay đầu qua quay đầu lại mà em nhìn hoài, kiểu coi như là kiểu theo quán tính vậy đó. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại một hồi thì cũng không thấy ai hết và cái lúc mà em bỏ xà bông lên trên đầu để mà gọi các bạn vừa nhắm mắt lại để mà xối nước xuống và trong cái lúc mà em mở mắt khép hờ hờ đó thì em thấy rõ ràng luôn nha là có một bóng người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên cái thanh máng cái màn tắm á các bạn em kể lại là người đàn bà đó ngồi giống như là một con khỉ hai tay và hai chân của bà ta bám chặt lên cái thanh đó ngồi vắt vẻo và đôi mắt đó thì đỏ ngầu luôn mặt xám xịt môi thì đen xì và da bẩm beo nó giống như là mấy người chết đuối vậy đó chưa kể nha mèo còn nhìn được là cái móng tay của bà ta rất dài và đen thui toàn là bùn đất không các bạn chứng kiến cái cảnh tượng như vậy thì em mèo này giật mình trượt chân mà em té xuống cái bồn luôn và em dập hết cả người xuống dưới và lúc mà em ngồi em bình tĩnh lại đó để em nhìn lên trên thì em không thấy cái người phụ nữ đó đâu hết hoảng loạn quá trời luôn em mới chạy nhanh ra khỏi cái nhà tắm và lấy khăn lông mình rồi đi xuống nhà dưới luôn nha em ngồi đó đem đợi anh tư của mình về khi mà anh Tư của em đi làm về Em có kể lại câu chuyện đó ra Nhưng anh Tư kêu chắc là mày nhìn nhầm thôi Chứ làm gì có gì đâu Tao cũng ở trong nhà này mà Thì nghe xong em mèo này vẫn nghĩ Ừ chắc là mình nhìn nhầm thiệt Tại vì cái hình ảnh nó xuất hiện chỉ trong vòng một giây mà thôi Thì nó biến mất Nhưng mà bẵng đi mấy ngày sau đó các bạn Cũng trong một lần đi làm về mệt quá và ngủ Và tỉnh dậy em đi vào trong nhà tắm Tắm đêm nha Thì lại tiếp tục thấy cái người đàn bà đó Đầu tiên nó vẫn là cảm giác bị nhìn từ sau lưng Khi quay mặt lên vẫn đúng cái vị trí đó Vẫn cái thế ngồi, vẫn đúng cái gương mặt Và vẫn đúng cái móng tay đấy Em biết rồi, chắc chắn không thể nào làm được Một lần thì có thể làm Nhưng đây hai lần, rồi sau đó ba lần, bốn lần Em vẫn gặp như vậy Đến mức nha Sau này em nghĩ lại á, chắc là do mình tắm đêm Đi làm về đúng không Vội vã là có mệt cỡ nào em cũng phải chạy và em tắm Sau đó thì muốn ngủ hay muốn làm gì thì làm nhưng mà cái cảm giác lo sợ khi ở trong một cái căn nhà có một cái vong như vậy Cuối cùng em ấy ăn nỉ cái người anh của mình đó, là dẫn em đi ra ngoài để mua một cái màn kiểu cái màn che trong phòng tắm mới Và từ khi mà em thay cái màn mới lên thì không còn gặp lại cái người đàn bà đó nữa, nữa Và đó là kết thúc sự kiện thứ năm qua tới sự kiện thứ sáu Tên là căn nhà 718 và cái chuỗi chuyện sau đây là các bạn nó thật sự là rất là ghê rợn luôn và bản thân mình đọc xong thì mình cũng không hiểu sao mà em mèo với cả gia đình của em có thể gan mà ở trong một căn nhà như vậy. Căn nhà này nói trước cho mọi người biết nó không phải là ma nữa mà toàn là quỷ không. Bản đi một thời gian sau cái căn nhà 736 đó thì gia đình em ấy dọn vô cái căn nhà số 718 vào độ khoảng tháng 12 của năm 2019. Cái lý do mà dọn vào trong đây ha là do cách đó không lâu thì gia đình của anh Năm á, thì cũng gặp ma. Tức là cái nhà anh Năm thuê thì cũng gặp ma ha. Ông mới lấy vợ nè, đẻ con cho nên là ông đi ra riêng và thuê nhà trong một cái khu kia. Buổi tối thì hai vợ chồng ngủ các bạn. Cái thằng cu á, nó cứ khóc về và nó khóc hoài luôn. Rồi đang nằm bình thường thì tự nhiên cái đầu của nó quay về phía cái tủ giống như là có ai cầm đầu của đứa trẻ con mà vặn qua một bên vậy các bạn. Vợ của ông Năm này nè là một chị tên là chị Hương. Chị Hương á hôm đó là đang nấu ăn thì nghe tiếng bước chân từ trong phòng đi ra và ra tới ngay sau lưng của chị ấy, thì dừng lại. Nhưng mà lúc chị quay đầu về phía sau để nhìn thì không hề có ai hết. Chị lên tiếng hỏi á là anh ơi có phải anh ra không? Nhưng lúc đó ông anh Năm của em mèo này vẫn còn đang nằm ở trong phòng. Cái thằng nhỏ các bạn Lâu lâu á, thì nó lại khóc ré lên rồi chỉ vào không trung Giống như là nó nhìn thấy cái gì mà người mắt bình thường của mình không có thấy Và mọi chuyện cứ liên tục xảy ra như vậy trong suốt độ chừng khoảng nửa tháng Mà hai vợ chồng của anh Năm á, ớn nhất là vụ thằng nhỏ cứ khóc rồi nhìn về phía cái tủ Hôm đó anh Năm đi ra vườn đảm gì đó không biết Thì lúc đó anh có gặp cái bà hàng xóm Nói chuyện dăm ba câu á Thì ổng buộc miệng ổng kể vụ là ở trong nhà này gặp những cái chuyện này A, B, C các kiểu và cái người hàng sớm đó các bạn Cái bà này nghe xong nha bà mới nói á, Ủa tao tưởng đâu là cái thằng chủ nhà nó có nói cho mày rồi Anh Năm khi mà nghe tới câu này nè Cũng hình dung được là trong căn nhà này có cái gì rồi Xong anh mới hỏi lại á Là ủa đâu ai nói gì con đâu cô Mà vụ gì vậy Thì cái người đàn bà hàng xóm đó các bạn Mặt hơi tái tái rồi bắt đầu bà kể nha Tao kể cho mày nghe mày đừng nói lại cho thằng chủ nhà Mất công nó nói tao nhiều chuyện cái lúc mà tụi bay chưa tới thì có một cái người đàn bà người mẹ thuê để mà ở và không hiểu là buồn về cái vụ gì á mà bà treo cổ chết ngay trong cái tủ đồ trong phòng của tụi bay đó. Nghe tới đó nha các bạn. Ông anh năm á, ổng xỉu ngay tại chỗ luôn và ông này trước giờ là thuộc cái hàng mà kiểu nhát gan, ổng nặng vía nhưng mà ổng chưa gặp cái chuyện tâm linh bao giờ cho nên á là ổng rất là sợ, ổng đi về nhà ổng kể cho chị Hương nghe, chị Hương nghe. Chị Hương này nghe thì cũng ớn lắm luôn các bạn hai vợ chồng không có dám ở nữa liền dọn về nhà của bà nội em mèo ngay trong đêm luôn và ông năm á thì ông gọi điện cho người chủ nói là không có thuê nữa và ông chấp nhận là mất cái tiền cọc thà mất tiền còn hơn ở trong căn nhà có ma cái lúc mà ông chủ nhà đó ông hỏi làm sao mày tự nhiên mày đi vậy mày mất tiền cọc rồi làm sao thì ông năm ông kể thiệt luôn các bạn cái ông nội chủ nhà nghe xong cũng ngập ngừng nó kêu á là ủa vẫn còn hả ừ ta đã cúng thầy rồi mà vẫn còn hả còn hả và khi mà biết chuyện rồi, dọn qua nhà của bà nội ở rồi, thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa các bạn. Sau khi mà ở trong cái căn nhà mà mà của anh Nam, vợ chồng của anh Nam thuê đó, thì anh này được một cái người quen giới thiệu cho căn nhà kia ở trên đường lớn ở Portland luôn nha. Nhìn bên ngoài thì nó cũng hơi cũ, nhưng mà bước vào bên trong xem thì cũng ok. Có tầng trợ nè, có gác mái nè, có tầng hầm nè. Vị trí là trong nhà đó tổng cộng là khoảng 6 phòng tất cả. Và ở giữa hai cái tầng hầm đó, nó có tới ba cái phòng luôn nha và cực kỳ rộng rãi. Vị trí thì cũng rất là thuận tiện đi lại đường xá cho nên là ông anh Năm ông mới quyết định là sẽ thuê cái nhà này và giá thuê của nó là 2 ngàn một tháng. Rẻ lắm luôn đó các bạn. Cái căn nhà đó số hiệu là 817 nha các bạn. Và lúc đó thì anh Năm này nè, anh có rủ thêm là vợ chồng của anh Ba, anh Tư và em Mèo đi vào ở cùng cho nó vui và để tiết kiệm tiền nữa. Và ngay từ lúc dọn vô thì mọi chuyện chính thức bắt đầu. Em Mèo này với lại anh Tư thì ở dưới tầng hầm và hai anh em ở chung một phòng cho nó tiện với lại bớt được cái tiền làm sủi nữa. Cái phòng đó thì nằm ở ngay dưới chân cầu thang luôn các bạn. Và ở tầng giữa thì là hai vợ chồng anh Ba với anh Năm. Vợ chồng anh Năm thì ở cái phòng ở bên trái gần nhà tắm, còn vợ chồng của anh Ba thì ở phòng bên phải kế bên nhà bếp. Còn một người nữa là anh trai của cái chị Hương á, chị Hương là vợ của anh Năm á, thì ở trên gác mái một mình. Và cái ngày đầu tiên dọn qua các bạn, phát hiện là có một cái vực rất là lạ nha. Ở dưới chân cầu thang, ở dưới tầng hầm các bạn, nó có một cái căn phòng chứa đồ và đối diện căn phòng chứa đồ thì nó còn có thêm một căn phòng nhỏ nữa và căn phòng còn lại thì chính là căn phòng của em mèo với lại anh Tư. Mèo thì mới tò mò lắm, mới mở cái cửa phòng chứa đồ ra thì em giật mình lùi lại phía sau. Vì em thấy là giữa cái đống đồ đạt chất ngỗ ngang đó thì đập vào mắt em á là một cái tủ thấp thấp màu nâu. Nó giống như là cái tủ đặt bàn thờ của các gia đình người Hoa. Và khi mà em vừa nhìn thấy là em cảm giác bất an rồi. Em nói lại với anh Ba đó khi mà anh ba của em xuống và nhìn đúng cái chỗ, cái đúng cái bàn thờ đó ha, thì cũng hơi hoảng hoảng và hỏi cái người chủ nhà thì ông chỉ trả lời qua loa đơn giản á. Là chắc là cái người thuê cũ họ cúng bình an đó em, họ cúng về dạ ông Địa, ông Táo mà. Nếu mà em không thích á, thì để anh dọn đi cho. Một phần lúc đó là tại vì nhà mới vừa dọn vô, cũng không muốn là tự mình hù mình nữa cho nên là mọi người thì cũng chịu và để ông dọn đi rồi sau đó tiếp tục sinh hoạt bình thường và bẵng đâu được chừng một tháng thì cái sự kiện đầu tiên diễn ra. Vợ của anh ba là chị Mai đó các bạn, là cái người đầu tiên diện kiến những cái người âm trong gia đình này. Sáng sớm thức dậy nha, mặt của chị á, tự nhiên tái mét luôn, chạy ra và kể cho cả nhà nghe một cái sự kiện mà tối hôm qua chị mới vừa gặp. Trong cái phòng ngủ của anh chị ba thì nó có một cái tủ đồ và một cái cửa sổ để nhìn thẳng ra vườn ha các bạn thì chị ba kể là tối hôm qua lúc mà chị đang nằm ngủ á chị thấy rõ ràng luôn là từ trong cái tủ âm tường có hai đứa bé gái tầm khoảng bốn năm tuổi một đứa thì da trắng một đứa thì da đen từ trong tủ lao vút lên trên giường ngay chỗ mà chị mai nằm luôn hai đứa nhỏ các bạn nó cứ cười khăng hắc khăng hắc khăng hắc và nó làm cho chị mai nằm đó chứng kiến mà lạnh hết cả sống lưng tụi nó cứ chạy dẫn vòng 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 ở trong phòng mà cuối cùng là lại đứng kế bên chị Mai nắm tay chị và kêu á là mommy mommy có nghĩa là mẹ ơi mẹ ơi bà hoảng hồn lắm các bạn muốn quay qua để mà kêu ông ba đó ông chồng á nhưng mà ông không dậy được không làm sao mà để đánh thức ông chồng vậy mà người của bà Mai này nè là coi như là nó cứng đơ luôn chưa hết nha hai cái đứa trẻ kia nó còn căng cái miệng trợn mắt lên để làm xấu với bà nữa hơn sau lúc đó thì anh ba của em mèo này nè Nghe vợ của mình úa áo Cho nên là mới khều khều bà Mới kêu á là ủa em sao vậy em sao vậy Thì lúc này bà mới tràn tỉnh dậy nha các bạn Nước mắt nước mũi bả là trào ra Vì bà quá là sợ rồi Và chị ma này rất là yếu bóng vía ha Lại nhát nữa cho nên là mỗi lần bị hù như vậy Thì bà đứng tim bà sợ lắm cả đêm hôm qua là bà không có dám ngủ cứ nằm thức thao lá mà hai con bắt cứ nhìn thẳng vào cái tủ âm tường đó hoài à và thậm chí qua cái buổi sáng mà bà kể lại cho mọi người nghe thì trên gương mặt vẫn còn in yên nguyên cái cảm giác sợ hãi luôn lúc đó mọi người nghe xong thì cũng động viên trấn an kêu là chắc là người âm ta ở trong nhà này thôi cúng kiến chắc là cũng hết hàng sau đó với lại nhiều khi chắc có thể là chị vừa mới chuyển nhà cho nên là chị gặp này gặp kia chứ không có gì đâu từ từ ở thì cũng quen và cứ động viên động viên như vậy thì chị mai này chị cũng ngu dần 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 đi ha nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại đó đúng gần một tháng sau á cái hôm đó thì có một cái người tên là Gucci Gucci là bạn trai của anh Tư xuống chơi và ngủ lại và Gucci nè anh Tư với lại em mèo này á thì ở cùng một phòng tại vì mọi người cũng làm biến bưng nệm qua bưng nệm lại đó sau khi mà nằm coi tivi rồi chơi điện tử chút xíu thì khoảng 12 giờ đêm và 1 giờ sáng đâu đâu khoảng tầm đó thì mọi người đi ngủ và đang ngủ á, em mèo một lần nữa là cảm thấy tức ngực nha các bạn Và lần này em nghi là em bị đè rồi Cái phía trên ngực của em á thì nặng trịch Và cảm giác mơ hồ là em nhìn thấy một đứa nhỏ khoảng tầm 3-4 tuổi gì đó đang ngồi ở trên người của em Và em cố dãy dụa ra nhưng mà em không thoát được Và nhìn xung quanh coi là có cách nào mà kiểu cầu cứu cái sự giúp đỡ không Nhưng mà lúc mắt của em mèo nhìn xuống cuối giường thì em chết lặng luôn nha Ngồi thù lù ở cuối giường của em á Là em nhìn thấy một cái bóng người ngồi bó gối Và đầu ụp lên trên tay theo kiểu là đang ngồi khóc á các bạn Trong phòng khi đó thì tối lắm Nhưng mà em mèo này nhìn cái người đó rất là rõ ha Cái mái tóc dài á Sơ sát chấm xuống dưới đất Và mặc một cái bộ đồ màu trắng dơ giấy lắm các bạn Nhìn nó u ám lắm kìa mà không hiểu sao là cái người đàn bà đó cứ ngồi như vậy nhưng mà em mèo lại cảm giác á, là rất là sợ bà ta luôn mặc dù là bà ta không có ngước mặt lên cũng không hù dọa dạ gì em hết nhưng cái cảm giác toát ra làm cho em này run bừng bực luôn trong cái cơn hoảng loạn như vậy á em mèo này không biết phải làm sao để tự cứu lấy bản thân mình thì bất chợt là Gucci người yêu của anh Tư tỉnh dậy ha lúc đó gucci nhìn thấy là mèo kiểu úa úa ú ớ như vậy thì mới đập vào trong người của anh tư kêu là anh ơi anh dậy kìa anh nhìn mèo đi không biết nó bị gì mà tự nhiên nó ú ao ú ớ hoài bộ nó nằm mớ hay gì vậy và ông tư đó các bạn ông này ha tính tình của ổng vô tư lắm ổng nghe người yêu mình nói vậy xong á thì ông mới trả lời là không có gì đâu em ơi cho nó mớ mơ thấy gì nó kệ nó đi nhưng mà gucci á đâu có nghe lời ổng đâu kiểu nó quay qua ha nó đập vào trong người của mèo luôn kêu á là ê mèo mày có sao không dạ thì vừa nghe tiếng của Gucci kêu á, thì em mèo bừng tỉnh lại luôn các bạn. Và cái cảm giác nặng trên ngực cũng như là cái người phụ nữ ngồi ở cuối giường á, biến mất hoàn toàn. Tỉnh vậy ha, em thở dốc luôn á, vừa mệt nè, vừa sợ nè. Và em kể lại cho hai người kia nghe và bắt hai người á, là bật đèn ngủ cho đến sáng. Và lúc đó thì ông Tư, ông cũng bất ngờ không kém đâu. Tại vì lần đầu tiên ông nhìn thấy là em mèo này nè, gặp những cái chuyện tâm linh mà hoảng loạn như vậy luôn đó. Và khi mà nghe kể xong thì từ sáng ba người làm trơ trơ đã không ai dám ngủ. Và lần đó là em sợ thiệt sự ha. Em kể lại là ngày xưa lúc còn ở Việt Nam á, em cũng bị đè rồi. Nhưng mà qua đây á, thì em cũng bị đè mấy lần nhưng chưa lần nào mà đáng sợ như cái lần này. Và cũng chưa dám kể cho những người còn lại trong gia đình đâu. Tại vì sợ là mọi người hoảng đó. Do là cả nhà vừa mới dọn vào đây chưa đầy một tháng nữa các bạn. Và bản đi khoảng 1-2 tuần sau gì đó, em mèo này qua nhà một người bạn chơi và ngủ lại và cái lúc sáng hôm sau em trở về á thì em thấy là mặt anh tư của mình á nó hơi tái tái em thấy hơi nghi nghi rồi cho nên là em mới hỏi thì ổng mới kể là tối hôm qua ổng cũng mới gặp một người nhưng lần này không phải ngồi ở cuối giường nữa mà ngồi trong cái tủ quần áo xui cái là ông tư này ổng ở nhà có một mình à người yêu hôm đó thì không có qua cho nên ổng đành nằm chịu trận nhưng mà trong cái rủi thì có cái may Ông bị đau tầm khoảng 5-6 giờ sáng đó Cho nên là khi mặt trời vừa lên Là cái bóng người đàn bà ngồi trong cái tủ đó biến mất Và ông cũng không có còn bị đè nữa Cái điều quan trọng nha các bạn Là ông xác nhận là ông cũng thấy một người đàn bà mặc đồ trắng rất là dơ giấy Tóc sơ sát và dài chạm đất Và cũng ngồi theo một cái tư thế y hệt như là em mèo kể lần trước luôn cái chuyện người phụ nữ tóc dài đó vẫn chưa đến hồi kết Thì một chuyện tâm linh khác lại xuất hiện nha các bạn Cái nhà này nó, nó quá trời là quá luôn Và cái người chứng kiến cũng lại là em mèo Hôm đó thì mọi người đang tụ tập nấu ăn vui vẻ trong bếp Độ tầm khoảng 8-9 giờ thì thôi Và đang định làm một bữa mà nhậu thả ga luôn đó Nhà thiếu đá cho nên là anh Năm được giao cái trọng trách để đi mua Với lại đổi thêm mấy cái bình nước suối nữa và trong mấy cái bình thì có một cái bình bị mất cái nắp á, cho nên ổng cầm theo một cái bao ni lông để mà cột lại. khi đó thì em mèo đang đứng cắt rau ở ngay chỗ quầy bếp á và từ chỗ quầy thì nhìn ra được cái hành lang gần nhà tắm trước của phòng của vợ chồng anh năm đang nói chuyện vui vẻ bình thường lắm các bạn. thì em mèo này nha nhìn thấy là có một cái bóng người cao liều khều bước từ phòng khách xuyên qua hành lang rồi đi thẳng vào trong phòng của vợ chồng anh năm và trên tay còn cầm theo một cái bao ni lông nữa các bạn y hệt ông năm ban nãy luôn nhìn thấy như vậy thì em mèo này nghĩ trong đầu á là ủa kỳ vậy ta cái ông nội này mới đi có một chút xíu mà gì đâu đã về rồi mà bộ đổi nước mà không có hay sao vậy khi mà hỏi cái câu đó xong á thì em mèo đợi một chút xíu nữa nhưng vẫn không thấy ông anh của mình quay ra ngoài bếp cho nên em mới đi vào trong phòng để em kiếm mà em còn hỏi to lên luôn á là ủa anh năm ơi anh đi đổi đá ủa anh đi đổi nước với là anh đi mua đá về sao rồi ông ra ngoài bếp đi chứ tự nhiên anh chua vô đây chi vậy Vừa dứt lời cũng là lúc mà em này mở cái cánh cửa phòng ra Bên trong đèn thì sáng trưng nhưng không hề có bất kỳ một người nào hết Em chưng hưởng thấy ngộ ngộ lắm các bạn Và lúc đó thì cái chị Hương vợ của anh Năm ấy, Nghe tiếng của em gọi cho nên là mới đáp lại Là đâu có đâu mèo ơi Ổng làm gì mà về sớm vậy Mới đi mua thôi mà em Và cũng là lúc chị này á Chị vừa trả lời xong cái câu hỏi của em mèo Thì anh Năm ảnh cũng mở cái cửa chính để anh bước vô luôn trên tay của anh đang cầm bịch đá và máy chai nước ngọt và lúc đó đó em mèo mới nghĩ là cái bóng người cao lều khều cầm cái bịch ni lông ban nãy em thấy bước từ phòng khách đi vô hành lang sau đó bước vào trong phòng của anh năm là ai kết thúc cái câu chuyện vừa rồi bẵng đi một tuần sau thì tới phiên Gucci người yêu của anh Tư gặp ha Gucci nó kể lại là hôm đó nó đang ngủ với ông Tư á Thì nó nằm mơ thấy là mình đang trong một cái hình hài Một cái đứa bé con có chút xíu rồi các bạn Tức là nó nhìn qua mắt của một cái đứa trẻ con á Khoảng tầm 5-6 tuổi gì đó Nó thấy là mình đang tung tăng chơi trong cái tầng hầm Ở trong cái căn nhà 817 này luôn nha Mà cái ánh đèn thì tù mù vàng vọt lắm Chứ không có sáng sủa đâu Và lúc đó đang chơi bình thường Thì nó nhìn qua cái căn phòng đối diện Cái căn phòng ở dưới cầu thang đó các bạn Thì nó thấy có người đang ngồi và tóc dài cũng che ngang cái gương mặt nha. Cái người này á, để ý lại thì cái bụng nó rất là to lùm xùm giống như là mang thai vậy đó và trên người cũng mặc một cái bộ đồ màu trắng. Và Gucci kể lại là trong giấc mơ nó mặc định người đó là dì Út của nó. Nó mới chạy là nó hỏi á, là dì Út ơi, dì Út sắp đẻ em bé hả? Nhưng mà cái người phụ nữ đó không có trả lời nha các bạn. Cũng không có ngẩng đầu lên luôn, chỉ cười một cái tràng cười cực kỳ là ma quái. Chưa hết, cái bụng của cái người đàn bà đó từ 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 á, nó nở rộng ra và máu thấm lan ra hết cả cái bộ đồ màu trắng luôn và cái hình ảnh lúc này giống hệt như là hai người đàn bà một người á, một lần á, thì ngồi ở phía cuối giường của em mèo cái lần em mèo đầu tiên bị đè lần thứ hai á, là lần ông tư bị đè mà thấy một cái người phụ nữ quần áo màu trắng mà dơ giấy ở trong cái tủ quần áo đó thì lúc này trong giấc mơ lần thứ ba thằng gucci nó nằm mơ thấy y chang luôn nó còn kể lại á, là có một cái mùi hôi thối lắm các bạn Nó bốc lên nó giống hệt như là mùi của xác chết Và mơ tới đó thì nó giật mình nó tỉnh dậy Và nhìn qua ngoài trời thì nó cũng sáng rồi ha Khi này nè Thì anh Tư đã ở trên nhà trên Nó bước ra ngoài tự nhiên rùng mình lắm các bạn Tại vì từ cái phòng ngủ của của nó với lại anh Tư á Mở cửa ra thì là đúng cái khoảng sân mà trong cái giấc mơ của nó thấy luôn Và thoang thoảng nó vẫn nghe được cái mùi xác chết lưu ở trong không khí và sau khi những cái sự việc liên tục như vậy xảy ra độ chừng hơn khoảng có một tháng thôi á Thì gia đình của em bắt đầu tin vào một cái thế giới vô hình đang sống trong căn nhà 817 này cùng với gia đình của em Và kế đến là hàng loạt những cái chuyện xui xẻo xảy ra liên tục luôn nha Anh Công á, cái người anh của chị Hương thì bị xe đụng, xe phải đem đi sửa nè Bà nội bị xỉu á, phải đưa đi cấp cứu nè Anh Năm nè, chị Hương nè, chị Mai nè, đồng thời bị mất việc luôn phải nói là xui xẻo mà chồng lên xui xẻo Cho nên là gia đình em mèo này sợ hãi lắm Mới lên chùa thỉnh một cái tượng Phật Rồi ông Năm á, ông mới qua một cái người quen Mời được một ông thầy người miên về để mà cúng kiến Ông thầy này tạm gọi là ông thầy miên luôn đi ha cho nó dễ Và ông được những cái người xung quanh giới thiệu là rất là cao tay và rất là giỏi Và ông ở bên thành phố Vancouver Thành phố Vancouver là ở bang Washington á, ở Mỹ á, chứ không phải là bên Canada ha và bay máy bay từ vancouver đó đi qua cái vùng portland này á, thì nó rất là đắt mà ổng giỏi tới cái mức là nhiều người ở tận bên cái vùng mà em mèo này sinh sống á, vẫn biết tới cái tên vẫn biết tới cái tiếng của ổng luôn nha khi mà ông thầy miên ổng tới nhà rồi đó các bạn thì ổng mới làm phép nè ổng rải nước thánh nè ổng vẽ bùa bằng sáp nến á, lên trên từng cái cửa sổ từng cái cửa chính ở trong nhà và sau đó thì để lại một cái tượng phật thích ca nhỏ trên bàn thờ nhà của em mèo này và chưa dừng lại đó ha Ông còn đeo cho mỗi người ở trong nhà của em mẹ một cái vòng Là giống như dạng cái vòng bình an đó Lúc đó thì ông thầy miên này Ông đi vòng vòng, khắp ngôi nhà luôn nha Ông mở từng cửa phòng một Và ông dừng rất là lâu Ở dưới cái phòng chứa đồ dưới chân cầu thang Và cái phòng tắm trong cái tầng hầm Cái ông thầy này thì tiếng Anh là Cũng không không sợ lắm đâu các bạn Nhưng mà đại loại ông nói thì mọi người có thể hiểu được Nôm na á, là trong căn nhà này Nó có rất là nhiều những cái linh hồn họ sống nè và chết ở nhà này nhiều năm lắm rồi. Nhưng mà nếu không đụng chạm tới họ thì họ sẽ không gây hại gì đến mình đâu. Và thầy có nhắc tới hai cái đứa nhỏ ở trong phòng chị Mai á, là trong cái phòng mà vợ chồng của anh Năm ở trong cái tủ đó các bạn. Và thầy khẳng định là hai đứa nhỏ này hiện tại vẫn còn đang ở trong cái tủ đó. Và tụi nó tưởng lầm chị Mai là mẹ của tụi nó. Nghe tới đây nè, là bà Mai á, mặt bà xanh chành luôn, bà sợ lắm các bạn. Và lúc đó thì ông thầy ông có dặn là khoảng 3 tháng nữa thì gọi lại cho ông thầy. Còn bây giờ thì cứ bình yên mà sống đi, sẽ không sao đâu. Sau khi mà ông thầy rời khỏi ngôi nhà rồi nha các bạn, em mèo nói lại là công nhận bùa phép của ông cũng linh thiêng lắm. Trong vòng 3 tháng nó quả thiệt là gia đình của em không còn gặp bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh lạ lùng gì nữa. Mọi người đều ăn ngon nè, ngủ ngon như trước và cứ tưởng đâu là từ đây về sau là yên ổn rồi. Nhưng nó chỉ là cái cơn bình yên trước bão tố thôi các bạn, những cái sự kiện sau đó, nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Trong 3 tháng đó ha, gia đình của em mèo này thì bắt đầu chủ quan tại vì thấy không có vấn đề gì nữa rồi, tưởng đâu xong rồi. Mà thật sự lúc đó cũng không nghĩ là mấy cái xui xẻo kia là liên quan tới vấn đề ma quỷ đâu, cho nên là cả nhà không có lường trước. Cái ngày hôm đó không biết là anh Năm với lại chị Hương này giận nhau cãi nhau cái gì mà cãi dữ lắm nha. Anh Năm thì bỏ đi ra ngoài và bản thân chị Hương á, thì chị cũng giận mà dọn đồ xuống dưới tầng hầm. Ngay cái phòng nhỏ đối diện cái phòng chứa đồ của các bạn ở dưới chân cầu thang đó và chị nằm ở trong đó. Và chị tính là ngủ đen đêm, đêm cho ông chồng mình kiểu bỏ ghét ông chồng á. Và căn phòng này tính là kỳ lắm nha. Nó nhỏ xíu à. Chiều ngang á thì không có mà chiều dài thì cũng không xong. Nhìn nó giống giống như là một cái hình chủ nhật vậy các bạn. Giống như cái hòm á. Nói chung là nó tù túng đến kỳ cục luôn kìa. Và ai bước vào trong đó cảm giác á, nó cũng rất là khó chịu. Hôm đó nhà thì không có ai hết nha Ông Năm thì ông dẫn bỏ ra ngoài rồi Cả đám mèo nào với vợ chồng anh ba với anh Tư á, là đều kéo nhau đem buffet Cho nên là chị Hương chỉ nằm ở dưới tầng hầm có mình thôi Và ngồi bấm điện thoại vào hồi thì vợ cũng thiêu thiêu ngủ hơn các bạn Thì lúc đó bạn nghe thấy có cái âm thanh gì đó sột soạt sột soạt và bình bịch bình bịch ở phía trên đầu mình Nghe giống như là tiếng có ai đó đẩy đồ và rồi chạy giỡn rồi âm, âm âm luôn Bà mới bực mình lắm các bạn Bà nghĩ đâu á là ông chồng về rồi biết là bà nằm dưới này mà còn không có cho bà ngủ nữa cho nên bà tức lắm bà chạy một mạch từ ở dưới tầng hầm đi lên trên nha tính là chửi cho ông chồng mình trận rồi nhưng mà khi bước ra khỏi tầng hầm thì căn nhà nó tối đen như là mực luôn khi đó chị hương có đi vòng vòng quanh nhà để mà kiểm tra nhưng quả thiệt là không có bất kỳ người nào hết nha cho nên bà sợ lắm các bạn bà nghĩ đâu chắc là mình gặp rồi bà chạy một mạch ba chân bốn cẳng xuống dưới căn phòng ở dưới cái tầng hầm á bà khóa chặt cửa lại luôn và ngay khi mà bà khóa cửa thì ở trên đầu tiếp tục vang lên cái tiếng xô đẩy cái tiếng chạy giỡn và cái tiếng xê dịch đồ đạc. Nằm ở trong đó các bạn, chùm trăng kính mít không có dám bước ra, không có dám nói tiếng nào luôn. Và đợi đến lúc mà gia đình của mình về rồi đó. Em mèo và anh Tư về rồi thì bà mới chạy qua bên phòng để bà kể hết. Và cái thời điểm đó thì gia đình của em mèo xào xáo nhiều lắm. Mấy cặp vợ chồng trong nhà nha bắt đầu cãi nhau liên tục nè anh ba có một lần dẫn đến độ là bỏ lên trên nhà của bà nội để ở và cùng lúc này thì cái bóng đen ở hành lang trước phòng của anh năm á xuất hiện lại lần thứ hai thời đó thì có một cái người em gái của chị hương ha, lên chơi con bé này độ khoảng tầm 10 tuổi thôi và tên là bô và nó cao lắm các bạn nói chung là cao vượt trội hơn so với những cái đứa mà tầm tuổi của nó đó hôm đó là một buổi trưa ha em mèo này thì được nghỉ học cho nên là em ngủ nướng lắm đến tận khoảng đầu giờ chiều thì mới dậy và lúc đó từ phòng ngủ của mình ở dưới tầng hầm đó, em mới đi lên nhà bếp và đứng quay lưng lại với cái hành lang dẫn qua bên phòng của anh chị năm thì đang đứng đó thì tự nhiên em có cái cảm giác là ai đó nhìn mình nhưng lúc quay lưng lại phía sau thì không hề thấy bất kỳ một người nào hết và cái đứng em chiên trứng á các bạn chiên xong ha thì em cầm cái đồ ăn đi xuống dưới lại tầng hầm thì cái lúc mà đi ngang qua hành lang đó Thì em có nhìn thấy một cái bóng cũng cao nha Đi từ ngay chỗ cửa phòng toilet của nhà tắm đó Đi thẳng vào trong phòng của anh chị Năm Nhưng lúc đó em không nghĩ là ma cỏ hay là gì đâu Một hồi sau các bạn Khi mà em này ăn xong á Đem chén dĩa lên là nhà bếp Thì có gặp con bé Bô. Thì em mới hỏi là Ủa Bô ơi Hồi nãy em xuống phòng của anh Năm chơi hả Chơi gì trong đó dạ Vui không thì con bé bô nó kêu là nãy giờ em ngủ ở trên gác mái mà anh Chứ em đâu xuống đây làm gì đâu Khi mà nghe con bé trả lời xong Em nhớ lại tới cái lần mà em gặp cũng đúng là cái vong cao kèo đó Cũng giả dạng giống như là anh Năm của em Thì em biết rồi Nhưng em không nói ra nha Em sợ làm cho con bé bô kiểu nó hoảng hốt nó hoang mang á Vì em giữ luôn trong lòng Và qua hôm sau em kể lại đúng cái sự việc đó cho cả nhà nghe Thì cả nhà mới sực nhớ ra là lố nửa tháng rồi Tức là từ lúc ông thầy Miên ông tới đúng không? Ông giận 3 tháng sau thì gọi lại cho ông Nhưng lần đó là 3 tháng 15 ngày rồi Không gọi cho ông tới Là nó bị lố đó Cho nên cả gia đình tức tốc gọi điện liên lạc với ông thầy liền Nhưng mà ông thầy kêu là ông đang bận việc Khoảng tuần sau thì ông mới tới được Và trong vòng khoảng một tuần này nè các bạn Nhiều câu chuyện xảy ra lắm Chưa đầy mấy ngày sau thì gia đình của em mèo này vướng vào một cái vụ tranh chấp vừa mất tiền nè, vừa bị kiện tụng lằng nhằng lung tung lắm, cho nên cả nhà rơi vào một cái trạng thái gần như là khủng hoảng luôn các bạn. Và cứ cố gắng chịu đựng như vậy cho đến tầm khoảng một tuần tiếp nữa đó, thì ông thầy này ông mới tới để ông tiếp tục làm lễ. Khi ông thầy bước vào trong nhà để coi ha, những cái bùa mà ông khoáng bằng sáp đến lần trước á, nó đã bị bay đi mất rồi. Cho nên là lần này ông thầy vẽ luôn bằng nước nha các bạn. Và ông thầy giải thích á, là cái nước á, nó lưu giữ lại được ký ức gì gì đó và xong thầy cho những cái dây hình Phật treo ở khắp các cửa nhà nè để trừ tà nè. Và ngay cái lúc mà ông thầy Miên này ông bước vào trong phòng của anh chị Năm á, để mà ông rảy cái nước phép thì ai nấy đều hết hồn luôn vì có nguyên một cái con mèo đen thùi đứng ở trong sân vườn và bên cạnh cái cây sung. Con mèo á các bạn, nó nhìn thẳng vào trong phòng của anh Năm mà khuôn mặt của nó giữ một cách cực kỳ kìa. Tới cả ông thầy vẫy nước vào nó mà nó cũng không chạy đi luôn nha. Sau cái sự kiện kỳ lạ đó thì ông thầy Miên á, ông ấy trấn an là không sao đâu. Rồi đóng cái cửa sổ lại. Và sau này thì anh Năm mới kể là con mèo đó hay xuất hiện lắm. Mà lần nào cũng đứng ở cửa sổ dưới cái cây sung đó để nhìn vào trong phòng của anh Năm và chị Năm. Thầy cũng làm phép giống như hôm bữa thôi. Cũng cho vòng tay các thứ nè. Và dặn dò nhớ kỹ là 3 tháng sau phải gọi điện cho thầy tiếp. Nhưng mà không hiểu sao lần này bùa của thầy cũng làm giống như vậy nhưng mà không còn thiên mấy nữa các bạn. Kể một chút về bùa của ông thầy Miên này ha. Cái bùa này thiên thì các bạn trong cái lần đầu tiên 3 tháng đầu á thì nó rất là chất lượng luôn. Mà bùa theo kiểu là sai khiến âm binh thiên tướng đó và anh tư của em mèo này là người chứng kiến cái sự việc tâm linh. Ông kể là sau khi mà ông thầy bùa đến cái lần thứ hai thì hôm đó ông đang nằm ngủ trưa ha vì ông mệt lắm các bạn. Nguyên suốt cả cái ngày hôm qua đó là ổng chạy qua nhà người yêu, chạy qua nhà Gucci ở tận bên Tacoma để mà chơi. Cho nên ổng ngủ ly bì luôn. Ngủ tới cái mức ổng quên là 3 giờ chiều ổng phải dậy để ổng đi làm. Và khi mà ngủ gần lố giờ rồi đó thì tự nhiên ổng nghe bên tai ổng có người thổi gió vô nha. Sau đó là vỗ vào ổng cái bụp như vậy nè. Thì ổng mới tỉnh dậy. Lúc đó còn mơ mơ màng màng lắm các bạn. Ông nghĩ đâu là em mèo thì ông mới nói là để yên cho anh ngủ thêm chút nữa đi khi mà ổng trả lời như vậy thì cái người kia tiếp tục vỗ mạnh lên trên vai của ổng lần thứ hai. Thì cái lần này nè, anh Tư anh ấy tỉnh dậy, anh hết hồn, ảnh nhìn qua thì anh thấy á, là từ trong cái nắng chiếu qua cái cửa sổ chút xíu ở trên tường á, nó hắt lên trên vách tường một cái bóng của một cái người nào đó nha. Mà không biết sao mà anh nhìn được, anh cảm giác được á, cái người này mặc đồ giống giống như là kiểu những cái quân lính ở trong triều đình Thái Lan vậy đó các bạn. Lúc đó ông tôi cũng hoảng hồn lắm Thì tự nhiên cái bóng nó biến mất Và những cái vết chân ở trên nệm nha Cũng không cánh mà bay luôn Và nhìn đồng hồ thì đúng 2 giờ 58 phút chiều Thì hóa ra là người ta gọi ông dậy để đi làm Chừng khoảng 2 tháng từ sau cái ngày cúng lần thứ hai của ông thầy Thì em mè với gu đang ngồi ở trên phòng khách Cạnh bên một cái cửa sổ để mà chờ anh Tư về ăn cơm chung Thì lúc đó anh ba cũng ngồi kế bên ha và một lúc sau thì anh ba bỏ vào trong phòng với vợ của mình thì chỉ còn lại hai đứa mèo thôi do là trời cũng hơi nực nổi các bạn cho nên là có mở cái cửa kính ra và chỉ có một lớp lưới trắng ở trên cái cửa sổ còn lại thôi và hai người này vẫn nói chuyện bình thường nhưng một hồi sau thì nghe thấy có một cái tiếng rên dài và rên rất là to luôn kiểu rên nó là ưm um, ưm um, nghe nó ghê lắm kìa các bạn khi này thì em mèo hơi giật mình rồi Liếc mắt qua nhìn gu xì á Để coi nó có nghe thấy không Thì nó cũng gật đầu Không trả lời nha các bạn Nhưng nó gật đầu hàm ý là nó đã nghe được rồi á Lúc đó thì em mèo không muốn làm cho kiểu cái tình hình nó bị nghiêm trọng hơn Cho nên em nói giỡn thôi Em kêu á, là anh Tư đúng không Anh nấp ở đằng sau cái tủ đó để anh hù mọi người cái gì Anh nấp đằng sau ở bên ngoài cái cửa sổ á Để anh hù mọi người đúng không nhưng mà xong nha, hai đứa này nó nhìn ra bên ngoài để coi anh Tư anh nấp ở đâu á, thì không hề thấy bóng dáng của bất kỳ ai hết. Và lúc này mới xanh mặt nè các bạn. Nhìn qua gu sĩ á, thì mặt nó cũng xanh xám luôn rồi. Nó không nói gì hết á, chỉ lắc đầu mà thôi. Và khi em mèo này vừa muốn hoảng mà vừa muốn tự trấn an cho nên á, mới nói là chắc ông này ổng trốn đâu đó bên ngoài cửa rồi. Để tao đi tao mở ra cho. Xong ha, em mèo mới chạy ra ngoài cái cửa chính á. Mở ra thì cũng không thấy ai Ngoài cửa thì nó còn có thêm một cái hiên đóng kín nữa các bạn Mà cửa hiên vẫn còn khóa chốt Cho nên hai đứa này biết là mình gặp ma rồi Mấy ba chân bốn cẳng khóa cửa lại và chạy thục mạng vào trong phòng của anh ba Và kể cho ông ba ông nghe Thì ông ba ông kêu là thôi giờ tụi bay check camera thử coi có Nghe có thấy ai hay là có thấy cái gì lạ lạ không Nhưng mà không hiểu sao nha các bạn lúc mà Jack mở cái camera lên á thì nó quay ngon lành từ đầu cho đến lúc mà anh ba ảnh đi vô trong phòng với vợ của mình xong cái khúc rơn á thì trên camera không hề ghi nhận bất kỳ một tín hiệu nào hết và chỉ hiện lên tín hiệu trở lại khi mà em mèo này đóng hết cửa ngoài hiên và em chạy vào trong phòng của anh ba mà thôi coi xong cái đoạn camera đó thì cả ba người này mất hồn luôn và Gucci nó có nói ngay từ đầu ta đã biết không phải là ông Kha rồi. Giờ này mới có 11 giờ sao mỏng về được. Còn ai rên ban nãy á thì ta không biết nha. Sau cái lần đó thì cảm giác là bùa của ông thầy Miên mất linh đó các bạn. Kiểu là ông trấn áp những cái người ở trong gia đình đó thì những cái người đó càng bực tức hơn nữa. Cho nên là hiện càng nhiều để gia đình của em mèo này thấy. Và thời điểm này đã ở trong trong cái ngôi nhà 817 này được gần một năm rồi Và Gucci á, nó cũng chuyển xuống ở chung với anh Tư luôn Cho nên là em mèo này dọn ra riêng Và em chuyển vào trong căn phòng đối diện phòng chúa đồ dưới cầu thang ở tầng hầm đó các bạn Và lúc đầu khoảng 2-3 ngày ở thì bình thường lắm Nhưng tới cái ngày nọ ha khi mà anh Tư với Gucci á, ăn cơm xong là cũng trời tối lắm rồi Đang đứng ở trên nhà trên ngay chỗ bếp á, để mà rửa chén Và em mèo khi này thì đang làm bài dưới nhà cho nên em không hay Và Gucci nó kể lại á Lúc mà hai người đang đứng ở trên ngay chỗ cái 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 quầy bếp nha Thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng chạy bình bịch bình bịch bình bịch Phát ra từ cái đoạn hành lang trước cửa phòng tắm ngay chỗ phòng của anh Năm á thì hai người này cứ nghĩ đâu là chắc thằng nhóc Billy con của anh năm chạy giỡn thôi cho nên là Gucci mới la lên á là tối rồi sao con còn chưa ngủ đi Billy con chạy ra đây để làm gì nữa vừa lúc đó thì nó nghe thêm tiếng của tivi bật lên rồi cái bài hát tên là Halloween mà thằng Billy nó hay nghe á nó vang khắp cả cái dãy hành lang đó luôn cho nên Gucci nó bực mình lắm các bạn nó mới chạy ra tính la cho thằng nhỏ một trận á thì nó á khẩu luôn nha từ bếp đi ra phòng khách đúng không tivi bật nhưng thằng nhóc không hề có ở đó Gucci nó tìm cái remote để tắt á Nhưng mà cũng không ra Cho nên nó mới kêu người yêu của mình là Anh ơi, anh chạy vô trong phòng Anh coi thằng Gucci, thằng Biu Ly á Nó trốn đâu mất tiêu rồi Nó cầm cái remote đi đâu Nhưng mà lúc anh Tư vào tới phòng Thì thằng Biểu Ly nó ngủ mất đất từ đời nào rồi các bạn Khi này nè Em mèo với lại anh ba đó Nghe động cho nên là cũng chạy ra coi Thì hai người kia mới kể lại tình hình là như vậy á Họ sợ quá cho nên là họ rút cái điện tivi ra luôn rồi Và anh ba kêu là anh cũng gặp trường hợp này một hai lần rồi cái lần đầu tiên á là nửa đêm anh thức dậy đi uống nước ha thì tới tủ lạnh mở ra thì để ý là có ánh sáng phát lên từ ngay chỗ phòng khách thì thấy là tivi nó cũng đang bật vậy các bạn. Và nó chiếu một cái bộ phim đen trắng gì đó mà anh này không biết tên. Lúc đầu á thì anh ba nghĩ đâu chắc đứa nào kiểu bật tivi lên xong rồi quên tắt thôi cho nên là qua hôm sau anh mới đi hỏi khắp lượt thì ai cũng kêu là không biết hết. Và riêng anh năm nha anh Nam đã khẳng định đem qua chính anh là người tắt cái tivi từ rất là sớm rồi cho nên làm gì có ai mở lên ở đâu cái lần thứ hai mà anh ba gặp là trong lúc anh đang ngồi trong phòng tắm á, vừa bước ra quay lưng về phía phòng thì tivi nó tự động bật lên luôn các bạn khi này nè anh ba quay ra tưởng đâu là có người ngồi ở ngoài đó nhưng tới nơi thì không thấy ai ha và tivi nó hiện lên một cái sọc trắng đen kỳ lắm mà trong nhà của em mèo là xài tv cộng cho nên không hiểu tại sao lại có cái màn hình lạ lùng như vậy xuất hiện và để nói về ông ba này ha ông này là người nặng vía nhất trong nhà luôn ông ba với ông năm á, là hai người ít khi nào mà gặp ma lắm thậm chí là chưa gặp bao giờ và ở chỗ người ta nói là sợ thì ông cảm thấy rất là bình thường Giống như bây giờ bước vô chỗ nào cảm thấy có âm khí đúng không Người ta sẽ cảm thấy ồ lạnh sống lưng nổi gây óc quá Thì hai cha nội này là bình thường luôn nha Nhưng bước vào trong căn nhà 817 này thì không một ai thoát nạn hết các bạn Hôm đó thì cả gia đình của em mèo mới tổ chức một cái buổi tiệc Hát karaoke xong mày nướng barbecue ở tại nhà Thì ông ba ổng vào trong bếp để ổng làm mồi đồ này nọ đó khi đó thì chị Mai ha, chị không hiểu sao bà người chỉ mệt quá trời luôn Cho nên là chị chạy vô phòng của chị để chị đắp mời mà chị ngủ trước Và ông ba, ông đứng ngay cái ngay ngay chỗ cái quầy bếp chỗ kỳ trước mà em mèo nhìn thấy cái bóng người cao liêu xe với các bạn Từ chỗ đó nhìn ra là nhìn về phía cái đường luồng đó thì lúc mà đang đứng cắt cắt xếp xếp nè Thì ổng nhìn qua ổng thấy một bóng người cao thiệt cao đi từ phòng anh Năm đi ra ngoài Và trong cái cảnh mà tranh tối tranh sáng như vậy đó Thì ông kêu á, là ông nhìn thấy rõ lắm Chắc chắc là ta không có nhìn lầm được đâu. Cái người nó cao mà tay chân nó dài loằng ngoằng giống như là con khỉ đột vậy đó. Thì khi này nè, ổng nhìn ổng biết không phải người là trong nhà mình làm gì có ai mà kỳ lạ một cái nhân dáng như vậy cho nên là ổng sợ lắm các bạn. Ổng mới hú hồn ổng chạy thẳng lên trên nhà trên và ổng hỏi mèo á. Ê mày, hồi nãy giờ thằng công á, công là anh à, công là anh trai của cái chị tên là chị Hương đó. Hồi nãy giờ thằng công có đi xuống nhà dưới không? Thì lúc đó em mèo mới trả lời là đâu có đâu, ông xuống nhà dưới làm chi? Ông đang còn ngồi hát karaoke song ca với em nè Ông đi xuống dưới làm chi đâu Thì lúc đó ông ba ông nói gọn lõn đúng con câu thôi Vậy á là tao gặp ma rồi mẹ ơi Và những cái câu chuyện tâm linh kỳ dị như vậy vẫn cứ tiếp tục Nhưng mà lý do vì sao mà gia đình của em mèo không dọn ra khỏi chỗ đó là vì kinh tế các bạn Các bạn biết khoảng năm 2020, 2021 đến thời điểm hiện tại nè Thì Covid nó hoành hành dữ lắm Vào mấy cái tháng Tết á thì anh ba với vợ của anh thì có về Việt Nam chơi ha cái đợt đó là nó đang kiểu kiểm soát được á và nhà thì lại còn có mấy mạng người ở thôi và hôm đó thì anh Tư á, với lại người yêu của mình là Gucci thì cũng về trên Tacoma đi chơi Tết và ở dưới cái tầng hầm thì chỉ còn lại bà nội với lại em mèo này Bà nội của em ha, thì dọn qua bên căn nhà 817 này ở khoảng mấy tuần trước đó Sau khi mà bà bị xỉu mà phải đưa đi cấp cứu á, thì chuyển qua đây để cho con cháu nó chăm sóc và không hiểu sao hôm đó thì em mèo nằm trằn trọc lắm các bạn Không ngủ được luôn Và cái cánh cửa phòng từ cái chỗ mà giường em nằm nhìn ra đó Thì nó cũng không có được đóng chặt Kiểu là nó còn để một cái khe hở hở chút xíu xíu như đây nè Và cái lúc đang nằm bình thường như vậy Thì không hiểu là có một cái mảnh lực gì Kiểu ma xui quỷ khiến sao Mà cứ khiến em là nhìn vào trong cái khe cửa đó hoài luôn ở bên ngoài cánh cửa nó chính là cái sảnh của cái tầng hầm đó các bạn Nó tối đen như là mực hà Và kiểu tự nhiên không không á trong người của em mèo này giống như ai xui em là phải đếm đi Em đếm ngược nha các bạn Đếm từ 25 á, em đếm xuống 20 Sau rồi từ 20 á, em đếm xuống 10 Và 3, 2, 1 Và khi cái số 1 nó được vang lên đó các bạn Thì em nhìn thấy rõ ràng nha là cánh cửa tự động bung ra Và có một cái gì đó đen thùi tư phía bên ngoài ập thẳng vào trong chỗ mà em đang nằm luôn chưa dừng lại đó, mèo chưa kịp phản ứng gì hết á Thì nghe một cái đùng ở trên đầu nha đèn nè quạt nè tắt hết và căn nhà biến thành một cái vùng đen tối mà không thể nào nhìn được bất kỳ một cái gì nữa lúc này sợ quá trời sợ là các bạn kiểu mắt mắt nó chưa thích nghi được với bóng tối em không thấy bất cứ cái gì xung quanh hết qua quào qua quào để mà tìm được cái đèn pin với lại cái đèn flash của cái điện thoại đó thì em mới mở lên em tim đập tình thịt luôn nha em vội vàng là chạy qua bên phòng của bà nội tại vì sợ đâu là bà nội bị hoảng hồn mà tỉnh dậy đó với lại bản thân em cũng muốn qua với bà để cho nó đỡ sợ và khi mà mở cửa qua tới phòng của bà nội rồi thì thấy bà vẫn đang ngủ say như là không có chuyện gì xảy ra mà bình thường á thì bà nội của em cực kỳ thính ngủ luôn nha chỉ cần động nhẹ một xíu luôn á là dậy liền nhưng mà không hiểu sao hôm nay em mèo đứng kế bên á lây bà nội hoài luôn nhưng mà bà không tỉnh là không tỉnh khi đó thì mèo cứ ngồi bệt ra trong phòng của bà nội được đội khoảng tầm nửa tiếng sau á mà em thấy vẫn chưa có điện nữa Cho nên em đánh liều đi lên nhà trên để mà coi thử coi nhiều khi nó bị cúp cầu dao hay bị sao đó Thì ngay khi mà vừa bước lên khỏi cầu thang á các bạn Em nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú bên ngoài quá trời luôn Và khi mà nhìn ra thì em thấy là có một cái chiếc xe nó đụng vào trong cái cột điện ở trước nhà và em này ngồi sợ lắm nha Cứ ngồi bó gói thu lưu ở ngoài phòng khách như vậy đó Và bật cái đèn pin trong cái điện đèn flash điện thoại Và ngồi ngủ gật gà gật gù cho đến sáng Nhưng câu chuyện chưa dừng lại đó đâu Buổi sáng hôm sau á Bà nội em tỉnh dậy đi lên trên Thì thấy mèo đang nằm ở ngoài phòng khách đó Thì mới kêu Thôi dậy đi đi xuống dưới ngủ đi Sao tự nhiên ngồi ở đây Và cũng chưa kịp nói gì cho bà nội nghe hết á Thì em mới lật đật kiểu lồm cờm lồm cờm Kiểu em bò xuống dưới lại trong phòng của mình dưới tầng hầm và trong cái lúc ngủ nha các bạn Thì em nghe ở phía trước cái sảnh Ngay chỗ cái tầng hầm á Thì nghe có tiếng đẩy đồ qua đẩy đồ lại Rồi những cái tiếng người nói chuyện với nhau Rì rầm rì rầm rì rầm Trong tâm thức của mèo Mèo không nghĩ là chuyện ma đâu Tại vì lúc đó là đang mệt quá trời rồi Thì em nghe cái giọng nó giống giống là giọng của một cái người chú của mình Thì nghĩ đâu chắc là chú đang dọn dẹp và nói chuyện lại với bà nội Và do là thao thức cả đêm luôn Cho nên em nghĩ như vậy xong lập tức á, là em ngủ tiếp và đang trong cái cơn ngủ ngon lành như vậy thì bất chợt em mèo cảm thấy người của mình rất là nặng ha tay chân không cử động được thì em biết chắc chắn là mình chuẩn bị bị bóng đè rồi và lần này ghê một cái là em chưa kịp phản ứng gì luôn chỉ mới vừa mở mắt nhìn qua cái cửa phòng á thì cảnh tượng y chang như tối hôm qua có một cái gì đó từ sảnh của tầng hầm bay thẳng tới chỗ em và ngồi lên trên người của mèo luôn nha và khi này nè Do là trời sáng nên em nhìn được cái khuôn mặt kia Em nói là cái khuôn mặt nó kinh khủng lắm Tại vì trong y hệt một con quỷ luôn Mắt thì đỏ, mặt thì đen Nói chung là khủng khiếp lắm kìa Làm cho em này cực kỳ sợ và dùng hết sức ở trong mình Em la lên một tiếng Rồi sau đó cái bóng người nó biến mất nha các bạn Em mới chạy thẳng lên trên nhà trên để mà em gặp bà nội của mình á Lúc đó mặt của em vẫn còn thất thần nha Một xíu sau bình tĩnh lại thì em mới hỏi bà nội của mình á là ủa hồi nãy bà nội với lại chú út á làm gì mà âm sùm vậy thì bà nội mới đáp một cách cục ngủng luôn là mày khùng hay gì chú út nào của mày mà xuống đây hồi sáng giờ á ở nhà này chỉ có mình tao với mày chứ mấy nghe tới như vậy thì em mèo em biết em hiểu rồi và sau đó thì mỗi tháng đều nhờ ông thầy miên nó xuống cúng nhưng thấy là không còn hiệu nghiệm bao nhiêu nữa các bạn cho nên là gia đình của em mèo cũng không biết phải làm sao nhà thì làm hợp đồng tới 2 năm bỏ đi thì mất cọc mà ở lại thì cứ bị hù đi hù này hù kia mệt mỏi lắm Nói chung là rơi vào tình cảnh là tiếng thoái lưỡng nan kinh khủng luôn Và đặc biệt là gia đình ngay tại thời điểm đó còn eo hẹp về tiền bạc nữa Cho nên cuối cùng là mọi người đành phải ở lại Nhưng bây giờ là tin tưởng hơn hoàn toàn về cái chuyện tâm linh nha các bạn Và những cái lễ nghi cúng kiến á Cho nên cứ mỗi ngày 16 âm lịch nào thì cũng mua bánh trái về để cúng cho mấy cái vong trong nhà có một cái điểm đặc biệt ở trong ngôi nhà 817 đó các bạn Mùa hè cũng như là mùa đông ha Cho dù nấu bất kỳ một cái gì Cơm, cháo, đồ ăn, nè chè, nè xôi gì đó Tất cả đều sẽ bị nhão nhét trong vòng 1 đến 2 ngày Dù có bọc kính nè hay là có bỏ tủ lạnh Thì cũng không thể nào cứu vãn nổi Và riêng chị Mai đó Thì chị ở trong cái căn phòng kia ha Đều như bọng luôn cứ tháng nào á thì hai cái đứa bé gái trẻ con một đứa da trắng đứa da đen sống trong cái tủ âm tường quần áo đó lại đến thăm chị một lần và luôn miệng kêu chị á là mommy mẹ ơi mẹ ơi chị mai thì sợ lắm nhưng giờ biết làm sao giờ cho nên cuối cùng á là cũng đành cam chịu thôi mỗi tháng đến có một lần thì thôi cũng đành và cứ diễn tiếp, diễn tiếp, diễn tiếp như vậy thì gia đình của em mèo tính trụ cho đến đầu năm sau sẽ dọn đi cho hết hợp đồng á. Nhưng mà tới cỡ cuối mùa thu là không chịu nổi rồi các bạn. Tại vì ngoài những cái câu chuyện mà gặp ma, gặp quỷ ha, thì bao nhiêu tai bay và gió đó nó cứ trút xuống đầu của gia đình. Cho nên nó cắn răng bấm bụng là đành phải dọn đi luôn. Thời điểm đó là vào dịch trở lại ha, cả nhà mất hết công ăn việc làm luôn, toàn ở nhà để mà lãnh que phe thôi và tiền bạc eo hẹp khủng hoảng nè dịch bệnh tràn lan nè và trong nhà thì vẫn phải sống chung với người âm mà nó không có thuyên giảm gì hết và cái chuyện bắt đầu với thằng nhóc Billy các bạn cái thằng nhóc này nè từ lúc mà chuyển nhà qua cái căn nhà 817 này tới bây giờ thì cũng khá là bình thường nhưng mà tới đêm á, là nó hay khóc giống như là bị ai đánh vậy đó và tay chân cứ đỏ kỳ cục giống như là mình cầm mà mình nhéo lên tay của mình như vậy Thời gian đầu thì mọi người cứ nghĩ đâu thằng này chắc quậy quọ thôi Cho nên là bá tay bá chân là bầm chỗ này xíu chỗ kia xíu Thì cũng nít mà nó hay bị vậy lắm Và trong nhà ha Thằng Billy này nè các bạn Luôn luôn sợ hãi tuyệt đối với lại cái tầng hầm Là chỗ của bà nội anh Tư với lại em mèo này sống á Và đặc biệt là trong cái phòng tắm ở dưới tầng hầm Còn đâu hết thảy á là nó chạy giỡn um sùm mà Không sợ gì hết và có một thời gian nó rất là khoái đi vô trong phòng của chị Mai để mà xem cái bài Kangnam style á. Cái thằng nhỏ này nè, học rất là chậm ha, nhưng mà nhảy thì nhanh lắm các bạn, kiểu nó rất là tăng động, kiểu không phải nó 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 rất là kiểu 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 hiếu động luôn đó. Nó chơi trong phòng chị Mai từ sáng cho đến tối không biết mệt, chỉ khi nào mà buồn ngủ thì nó mới trở lên phòng của ba mẹ nó thôi. Và tự nhiên đến ngày kia nha. Khi mà đang nhảy ngựa Kangnam style ở trong phòng vui vẻ lắm thì tự nhiên nó nhìn về cái tủ các bạn. Sau đó là nó mới nhăn mặt lại rồi khóc ré lên. Cuối cùng á là mới chạy ra khỏi cái phòng của chị Mai luôn. Khi này chị Mai bất ngờ lắm. Kiểu, ủa sao mà tự nhiên mày đang chơi vui vẻ mà cái mày khóc ré lên vậy có ai làm gì mày đâu. Thì chị Mai mới đuổi theo sau. Và lúc đuổi kịp các bạn, nó đứng nấp vào sau lưng của anh ba nước mắt ngắn, nước mắt dài luôn. Anh ba mới ẩm lên á, hỏi nó làm sao. Thì nó mới chụm hai tay vậy nè các bạn, đưa ngang cái má như vậy nè. Và nó chỉ vào trong phòng nó kêu á là ma Ma Mà thằng cu này mới có 3 tuổi hơn thôi nha các bạn Và lúc nghe xong thì mọi người hoảng hồn lắm Mới hỏi lại Và ẩm nó lại gần căn phòng của chị Mai Bật đèn sáng trưng luôn Nhưng nó nhất quyết là nó không vô Nó cứ khóc liên hồi á Và rồi khi mà nó đứng trước cửa phòng nha các bạn nó lại tiếp tục thay đổi thái độ và lần này nó đưa tay lên nó vẫy 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 vẫy, vẫy như này nè và nó nói thêm một chữ nữa là bạn và một hồi sau nha Nó chỉ đúng về phía cái tủ luôn Nó kêu á là chơi Khi này nè Mọi người tin rồi Tại vì biết rõ ràng trong tủ có cái gì mà Từ đó trở đi nha Thằng nhỏ nó không bao giờ nó dám bước chân vô trong phòng của chị Mai vào ban đêm nữa Nó chỉ ở chơi ban ngày thôi Còn trời mà vừa chập chập tối á Là nó ra khỏi phòng đó và trở về phòng của ba mẹ mình Có một hôm á Cả nhà tổ chức một cái buổi tiệc barbecue ở phía sau vườn và ăn uống cũng vui vẻ lắm và lúc mà đem cái loa ra mở đúng cái bài nam Style á Thì thằng nhóc Billy vừa nghe là sung lắm nha Chạy ra kiểu nhảy, nhảy 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 nhót này này nọ Và thằng nhỏ này vừa cười á Vừa nhảy xong thì tự nhiên mặt nó miếu máu luôn Nó chỉ về phía cửa sổ trong phòng của anh ba Có nghĩa là phòng của chị Mai đó Nó phải gọi á, là nó nhảy phóc lên trên người của anh ba Mà nó ôm anh cứ ngắt Và lúc hỏi á, thì nó lại tiếp tục nói là ma 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 Và từ cái lần đó trở đi thì không thể nào không tin được rồi và qua hôm sau mọi người mới vỡ lẽ ra lý do vì sao mà thằng Billy này hay nhìn thấy lung tung á Do là cái sợi dây bùa mà ông thầy Miên cho của nó không hiểu sao là rớt ở đâu mất tiêu Tìm vòng quanh nhà cũng không thấy Thì hàng chi thằng nhỏ này tự nhiên đột ngột thấy bậy bạ thì cũng đúng rồi Cho nên là vợ chồng anh Năm vội đeo lên cho thằng Billy một cái dây mặt truyền Phật bà làm bằng cẩm thạch Và từ đó trở đi á, thì nó vào phòng chị Mai chơi rồi ngủ lại luôn Và không còn thấy nhắc gì đến chuyện ma cỏ nữa cái thời điểm đó là đang mùa dịch á, nên cả nhà rảnh lắm. Bắt đầu là có sở thích là trồng rau củ quả bông hoa xanh sạch đẹp ở trong vườn nhà. Thì mấy ông anh ha, bắt đầu ra vườn nào vung vung xế xới, xới. Bản thân em mèo này thì lười lắm, cho nên đứng nhìn thôi chứ không có làm. Và mấy ông đào bới gì đó từ sáng sớm cho đến khuya luôn. Xong rồi mới nảy sinh ra chuyện nha các bạn cả anh ba nè, anh năm đều kể là mỗi lần lúc mà làm vườn buổi đêm á thì đều cảm thấy là như có cái ánh mắt đó nhìn mình từ cái cửa sổ nhỏ trong tủ để đồ của phòng anh ba, á. cái phòng mà có cái tủ mà có hai cái cô bé đó các bạn. Và anh tư còn kêu thêm là mấy lần đi đổ rác ha, cũng đều thấy có cảm giác rợn rợn giống y chang như vậy. Và lâu lâu còn thấy bóng đèn là tự nhiên chớp tắt chấp tắt nữa. Nhưng mà chưa kinh dị đâu. Một cái buổi chiều kia lúc mà Gucci á các bạn Nó mới tới nó đào đất để mà trồng hoa hướng dương Và theo lời nó là có một cái mảnh lực gì xui khiến nó nha Đáng ra chỉ cần đào xuống có khoảng độ dùng 40cm đi Thì nó cứ đào như vậy Đào 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 càng đào thì càng sâu xuống tới dưới luôn Và tới độ mà anh ba còn chửi nó Là em khùng hả Gucci Em đào đất gì mà em đào sâu vậy Mày trồng hoa gì ở dưới đó Thì thằng Gucci giống như bị nhập vậy các bạn Nó cứ đào tới khi mà nó thấy một cái thùng xốp Lúc này ha mấy anh chị em trong nhà ai cũng hoảng thiệt sự luôn Không hiểu là có cái gì bên trong cái thùng xốp mà người ta lại đào xuống sâu như vậy Ai chôn cái thùng xốp đó sâu như thế Và bên trong cái thùng xốp đó còn lót thêm một lớp ni lông màu đen nữa nha Khi mà thấy như vậy á, mấy ông anh mới thay phiên nhau đào tiếp Cho đến khi mà trời ngã tối khoảng độ hơn 7 giờ thì mới đào được phân nửa cái thùng thôi có nghĩa là lúc đầu thằng Gucci nó đào lên á thì thấy là cái nắp sau đó thì mọi người đào được phân nửa cái thùng và cái phần phân nửa còn lại á thì nó bị kẹt vào sâu trong một cái lớp xi măng cho nên không thể nào đào thêm. Khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó thì mọi người cảm thấy rờn rợn rợ lắm các bạn. Đây là một cái điểm gì đó không hay cho nên họ quyết định là sẽ lắp đất lại luôn. Và Gucci nó kêu với mèo á là không hiểu sao mà hôm nay giống như là có ai suối nó đào vậy đó các bạn chứ thật ra lúc mà ăn cơm xong á nó tính chơi game rồi và sau đó là nó ngủ chứ đâu ai rảnh mà tự nhiên đi ra ngoài này để mà đào bới làm cái gì đâu bản thân em mèo thì không dám nói cho mọi người nghe ha nhưng mà em cảm giác em liên tưởng tới chắc là bên trong cái thùng đó chôn xác của một người nào đấy qua tới sáng ngày hôm sau á, thì chị Mai lại kể ra một câu chuyện là chị vừa mới gặp nữa. Trong lúc mà đang ngủ ngon ha Thì chị Mai nghe tiếng cái màn cửa đập bang bang lên cái tiếng cửa sổ luôn Và bà nhìn kỹ lại á Thì bà thấy là có một cái người đàn bà nhỏ thó nha Da đen đang ngồi ngay trên cái bộ cửa sổ Cầm cái màn và đập vào cái cửa sổ bang 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 luôn Cái người đàn bà đó các bạn cứ ngồi im như vậy nhìn thẳng vào mặt chị Mai Và chị nói là mắt của người đàn bà đó đen mà nó sâu thẳm Không có bất kỳ một cái tròng trắng nào hết Chị cố gắng chị la lên nhưng mà không được Mặc dù là anh ba đang ngủ kế bên Nhưng mà kêu bạn không có nghe Và cứ vậy đó Cả đêm chị thao láo ngồi nhìn cái người đàn bà đó vắt vẻo Và đến sáng đó, Thì hai mắt của chị thâm quần một cách kinh khủng luôn Và khoảng 3 tháng trước khi mà dọn nhà ra khỏi cái căn nhà 817 đó Thì cả nhà lại nhận thêm hai cái tin xấu cùng một lúc đầu tiên là mẹ của chị mai ở việt nam bị bệnh nặng và cái vụ tranh chấp một lần nữa có nguy cơ là quay trở lại và kiểu lúc này đã vào cái mùa dịch gần nửa năm rồi tiền bạc eo hẹp kiệt huệ nè lại gặp những cái chuyện xui xẻo như vậy liên tục cho nên cả nhà buồn thúi ruột luôn không hiểu là mình đã làm cái gì sai mà lại gặp những cái tình trạng nó tréo ngoe như vậy và đến lúc này không ai còn nghi ngờ gì nữa không chỉ là những cái chuyện gặp ma trong nhà đâu mà kể cả những cái chuyện xui rủi nè đều do là những cái vong hồn trong căn nhà 817 này mang tới. Và mấy ông anh ha, khi đó thì mới bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi kiếm nhà khác. Mất cọc thì có phí thiện nhưng mà thà mất tiền á, còn hơn là mất mạng. Nhưng mà đâu phải vì mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng mà người ta tha cho mình đâu các bạn. Người ta còn hù mình thêm vài chọc nữa để mình mau mau biến khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cái sự kiện tiếp theo á, là hôm đó em mèo đang ngủ ở dưới phòng và cỡ khoảng 2-3 sáng gì đó. Thì tự nhiên á, từ phía trên tức là ngay chỗ phòng của anh chị Năm vang lên một cái âm thanh rầm 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 rất là lớn. Kiểu giống như là ai nhảy từ trên giường nhảy xuống dưới đất. Em mèo này hoảng hồn nè, kiểu khiếp vía luôn, không biết là ở trên đó có chuyện gì không, thì vì đâu sợ là ai bị cái gì thôi. Cho nên là em mới ba chân bốn cẳng em chạy lên trên kia đứng trước cửa phòng em không hề nghe thấy động tĩnh gì hết, thậm chí em mở cửa phòng ra thì thấy ba người nhà đó là đang ngủ rất là mê man. Khi này nè, biết là có người phá rồi, cho nên là thôi kệ em mới đi ngủ tiếp và bẵng được vài hôm sau ha. Lúc mà em đi tắm đang đứng ở trong bồn ca hát này nọ thì tự nhiên em nghe thấy có một cái tiếng thét cái tiếng thét này nha nó rất là chói tai luôn và em biết là của một cái người đàn bà mà không phải là thét trực tiếp đâu các bạn mà nó giống như là cái tiếng thét được thu âm trong cái băng cassette sau đó được phát ra kiểu là nó vừa ê ê mà nó vừa ồ ồ và chưa kịp định hình gì lại thì em lại tiếp tục nghe thêm cái tiếng móng tay á các bạn nó cào rin rít rin rít rin rít trên cái mặt kiến nhưng mà cái cửa sổ phòng tống của cái à, tầng hầm á các bạn nó bị rào lại rồi thì lấy cái gì làm gì mà ai mà móng tay nào mà cào lên trên đó được nghe thì sợ nhưng mà thôi gần 2 năm ở trong đây rồi thôi cũng kể thôi đành tắm cho xong thì biết làm gì giờ và vừa ra ngoài ha quấn khăn lau người các kiểu thì em mèo này em á khẩu luôn tại vì trên cái đùi của em hiện rõ ràng năm cái vết móng tay dài cào đỏ chói tuy nhiên thì nó không hề đau một tiếng nào hết khi này nha em mèo vừa sợ mà vừa lo nữa các bạn tại vì ngày xưa á, là họ chỉ hù thôi họ hiện lên cho thấy nhưng bây giờ là họ bắt đầu đụng chạm tới thân thể những cái người trong gia đình rồi không phải chỉ mình em đâu mà chị hương á chị cũng bị có một lần á chị đang ngồi chị đắp mặt nạ về nè các bạn đang ngồi nhắm mắt lại á thì tự nhiên chị nghe thấy có ai thổi vào trong tay của chị và một hồi sau á là nó nguyên một tiếng hét luôn nha cũng là một tiếng hét của một cái người con gái mà tiếng hét nó rất là cao làm cho chị này là chị bị đinh tai nhức óc luôn lúc đó đó trong cái cơn kiểu mơ mơ màng màng đắp mặt nạ thì buồn ngủ mà cho nên là chị tưởng đó là chồng của chị kêu chị gì hoặc là chọc chị gì thì chị mới đứng dậy chị ra chị hỏi chồng chị thì lúc này á anh chồng đang ngồi ngoài phòng khách đang coi tivi thì anh kêu là nãy giờ anh có kêu em hay anh bước vào trong phòng làm gì đâu cái người cuối cùng gặp người phụ nữ đó ha chính là Gucci các bạn có một lần á, mà nó đang tắm Thì lúc mà nó đang xoa xà bông trên đầu thì, nào, thì nó đâu mở mắt ra được đâu Và tự nhiên một hồi sau thì nó lại nghe tiếp một cái âm thanh rin rít Lần này cũng giống như là tiếng móng tay của ai cào lên trên cửa của cái buồng tắm Nó mới đang nhắm mắt như vậy nè Nó mới quay qua mà nó hỏi á, Nó tưởng nó là bồ của nó Nhưng mà lúc đó ông bồ ông Tư á Ông kêu là đồ đâu có đâu anh đâu có tự nhiên anh 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 cào cửa anh làm gì để làm cái gì đâu thì lúc này Gucci nó biết rồi nha và như Nguyễn vừa kể ở trên á, thì từ những cái dạo đó là gia đình của mèo á, tin lắm các bạn, những cái lễ lọc cúng kiến này nọ đó, đặc biệt là anh ba. 16 nào thì anh cũng cúng cho mấy cái người âm trong nhà mong là đừng có quấy phá gia đình nữa để họ làm ăn đi, rồi khi mà phát đạt rồi thì sẽ cúng kiến cho nhiều hơn. Cái tháng đó cả nhà lô bu đủ thứ chuyện phải lo, thành ra là anh ba có quên cúng mấy ngày. Và cái đêm hôm đó đó mèo nè với lại anh tư nằm mơ thấy một cái đứa nhóc nhỏ tầm khoảng hai ba tuổi vậy thôi các bạn con trai ha nó chạy lại nó nắm tay mèo và khuôn mặt nó buồn dữ lắm luôn kìa và mèo á cũng chỉ nắm tay nó như vậy thôi chứ còn hai bên thì cũng không có làm gì nhau hết cuối cùng á thì cái đứa nhóc nó biến mất và khi mà mèo tỉnh lại kể với anh tư nghe thì anh tư nói là đêm hôm qua anh cũng nằm thấy một cái giấc chim bao y hịch như vậy luôn mà kể cả gu nha các bạn cái đêm kia nó cũng mới vừa bị bóng đè xong Nó kể là là trong giấc mơ Nó thấy một cái đôi mắt nhỏ xíu các bạn Nhảy từ trên cái bậu cửa sổ xuống người đó Giống như là một đứa con nít mà đang giỡn hớt như vậy á Mấy người cùng ngồi với nhau ngẫm nghĩ là không biết tại sao lại gặp Thì bà nội mới kêu là hình như mấy bữa trước tụi bay quên cúng đúng không? Thì cả đám mới sực nhớ ra và hiểu rõ vì sao lại như vậy và cái buổi tối ngày hôm đó thì anh ba có bày ra một cái mâm cúng rồi khấn vái và cầu cho cái đứa nhỏ kia là sẽ nhận được cái đồ lễ lọc đồ này nọ đó. Và cũng trong cái buổi tối cùng ngày luôn các bạn, ông cũng nằm mơ. Ông thấy con một đứa một nít ha, chạy lại và ôm cái chân của ông rồi còn cười nói với ông nữa kìa. Và sáng ra ông kể lại thì ai cũng bàng hoàng nghĩ là cái đứa nhỏ này nó linh ghê luôn á. Có nghĩa là trong ngôi nhà này á, nhiều người âm lắm nhưng cũng có người tốt và cũng có những người rất là dữ. Và cái người cuối cùng gặp ma trong nhà 817 chính là chị Mai. Và hôm đó bà Mai bà ngủ nướng lắm các bạn. Tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ sáng rồi. Và bà khẳng định nha. Ngay tại thời điểm đó là bà tỉnh hoàn toàn rồi chứ không phải mơ ngủ nhìn lầm gì đâu. Lúc đó đang nằm trên giường ha. Mở mắt ra thì bà nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng luôn. Là có nguyên một cái khuôn mặt đỏ lờm đặt ngay ở trước mặt của bà. Cái người này đứng cái tướng lạ lắm các bạn Nó dị hợp lắm kìa Hai cái chân á, thì đứng thẳng Nhưng cái đầu á, thì lực ngang song song với mặt đất Và đặt trước mặt của bà Mai luôn Bà vừa mới la lên một tiếng Thì lập tức là có hai cái bàn tay từ đâu xuất hiện Mà che chặt hai con mắt của bà lại Và lúc này á, bà sợ quá trời sợ rồi Bà hoảng loạn luôn rồi Bà mới bắt đầu bà niệm á, là Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Thì tự nhiên ha bà không còn thấy hai cái bàn tay đó che mắt của bà nữa. Tưởng đâu là hết rồi nhưng chưa. Khi này nè, vừa tỉnh táo đụng xíu ha, nhìn lên trên trần nhà thì bà thấy là cái người ban nãy đang đu lòng thòng tư trên trần nhà xuống. Và cái đầu của các bạn nó chổng ngược lại tiếp tục là ập thẳng vào trong mặt của bà Mai. Khỏi phải nói rồi Bà Mai bà sợ quá trời luôn Bà hét to lên kinh khủng khiếp Và anh ba ở trong nhà bếp á, liền chạy vô Thì thấy á, là vợ của mình đang ôm mặt mặt khóc nước mắt đầm đìa Hỏi cái gì á, cũng không có trả lời nổi Và khoảng 15 phút sau mới lấy lại được tinh thần ha Kể rồi nói là không có muốn ở lại trong căn nhà này Thêm một giây một phút nào nữa Em sợ quá trời sợ rồi Cho nên á, anh ba mới liên lạc với một cái người ha, cái người đàn ông này có căn rất là lớn ha các bạn, có thể nói chuyện được với những cái vong hồn người đã mất á, tạm gọi là ông An đi. Ông nội của ông An này là làm thầy bùa ha và gốc là ở bên Trung Quốc và sau này chết á thì có nhiều lần nhập vào xác của ông An nhưng mà chỉ tiếc là ông này ở tận bên Cali. rất ít khi nào về Oregon và vừa nghe anh ba của em mèo kể á, thì cái ông An kia ông nói liền luôn, ông bấm ra ông nói đó các bạn. Ông kêu là phải chuyển gấp ra khỏi căn nhà đó đi cái nhà đó không có ở được đâu tại vì trên bàn thờ thờ tượng phật tượng này tượng kia nhưng mà phật trong nhà chưa kịp hưởng được miếng nhang khói nào mà ma quỷ trong nhà nó đã ăn sạch hết trơn rồi thành ra bây giờ mà có cúng kiến thì cũng không có tớ được thánh thần đâu mà ma quỷ nó lại quen tham lam kể nó ăn nhiều thì nó muốn ăn hơn mà nhà đó không phải là ma nữa đâu mà thành quỷ hết trơn rồi càng ở lại là càng tự hại chết mình đó Khi mà gần kết thúc câu chuyện thì ông An ông có nói là khi nào có dịp là sẽ ghé qua căn nhà này để coi thử chính xác là nó ra như thế nào. Và cả nhà ha, rốt cuộc cũng tìm được một cái căn nhà khác của người quen để mà thuê lại. Cái căn nhà mới này nào các bạn, rộng rãi thoáng mát lắm và mới xây được một đời chủ thôi. Cho nên là yên tâm nó sẽ không có những cái tình trạng giống như vậy. Và cả nhà của em mèo quyết định là thuê liền căn nhà kia để dọn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Và cả ba gia đình anh ba nè, anh tư nè, với lại anh năm á, là đều đi coi bói ở ba nơi khác nhau. Và chỉ vừa mới hỏi là nên dọn vào nhà ngày nào á, thì cả ba bà thầy bói đều trả lời đại loại là dọn qua được nhà mới là tốt, tại vì căn nhà 817 đó là không có ở được nữa đâu. Bên trong á, toàn là âm khí sát khí không thôi. Nếu mà càng cố chống trụ á, thì sẽ càng hao tổn phước đức sau này luôn. Nghe xong á, gia đình em mèo khỏi phải nói rồi. Không chừng chờ gì nữa mà dọn đi ngay luôn trong tháng đó. Và mãi về sau này thì em mèo có nghe một người bạn của mình, một ông anh á. Ông anh này ông kể lại là ngày xưa bạn của ông cũng có thuê căn nhà 817 đó. Nhưng mà á, căn nhà nó quá là nổi tiếng có ma trong cộng đồng rồi, chẳng qua là gia đình của mèo không có giao tiếp xung quanh nên không biết thôi. Và bạn của cái người anh kia vô thuê được có vài tháng là dọn đi luôn và kể là trong căn nhà đó ma quỷ không à? Sau khi mà dọn ra được khoảng tầm nửa tháng ha các bạn, có một lần á em mèo này đặt đồ trên Amazon nhưng mà xét lộn cái địa chỉ auto là chuyển về cái nhà cũ đó, cho nên em thành là kiểu phải mất công là đi từ nhà mới đi qua lại tới nhà cũ để mà lấy đồ. Khi vô trong ha thì gặp những cái ông chú đang xây sửa căn nhà 87 các bạn Kiểu như là đập banh lại trơn luôn Và lúc mà mèo mới tới đó Thì cái ông chú ông hỏi ấy, là Ê bộ cái nhà này có ma hả con Vừa nghe tới câu là nhà này có ma Bản thân em mèo và gia đình của mình biết quá là rõ luôn rồi Nhưng mà lúc đó em mèo hỏi là Ồ sao chú biết Thì cái ông chú kia ông đáp lại là Nhìn cái nhà này âm u á Rồi có bùa là biết liền chứ gì Và mấy cái ngôi nhà ma ở trong Portland này á Là đâu có ít đâu chú làm nhà gặp hoài hả? và nhà này chú cũng nghe nói nhưng mà đây là lần đầu vô làm thì chú nhìn cảm giác âm u là chú biết mà và có một cái ông chú khác ngồi nghe câu chuyện của hai người thì cũng thêm vô á chú vừa bước vô lập tức chú phải làm một cái mâm cúng liền để chú cầu xin người ta là đừng có phá cho mình sửa chữa và khi mà nói chuyện với hai cái chú thợ này xong á Thì em mèo em tự nghĩ đâu là trội gia đình mình chắc là cũng lì lắm luôn Thì mới có thể bám trụ được gần 2 năm trời trong cái ngôi nhà á, quỷ nhiều hơn người như thế này Và có một cái câu chuyện cũng kinh dị Đến tận cái ngày mà gia đình mèo á dọn ra khỏi cái căn nhà 817 Là có một hôm nọ cô mèo có qua chơi ha Rồi phụ gia đình dọn dẹp để mà qua nhà mới đó Cô với chú của mèo là xém bị té mấy lần lúc mà bưng đồ lên cầu thang. Cô thì bị trầy ha khi mà tự nhiên cô quẹt trúng một cái thanh gỗ vô duyên ở đâu mà lòi ra ngoài. Mà trước khi dọn ra khỏi cái căn nhà 817 đó thì bệnh tình của mẹ chị Mai đó thì nó vẫn đang biến chuyển rất là xấu luôn, nhưng vừa qua khỏi cái nhà mới đó thì bên Việt Nam gọi điện qua và báo là tin tức là sức khỏe của mẹ chị Mai nó đang tốt lên lắm luôn. Chưa hết nha. Gucci á, nó cũng phát hiện ra một cái email báo tin tốt về cái vụ tranh chấp trong gia đình của em mèo. Mà cái thời gian gửi á, là 3 ngày trước, tức là cái ngày cuối cùng ở trong căn nhà 817 đó. Nhưng điều quan trọng là Gucci nha, ngày nào nó cũng check email, nhưng tại sao nó không thấy mãi cho đến khi mà dọn vào trong căn nhà mới này nè, thì nó mới tìm được cái email. Và đến đây là kết thúc sự kiện về căn nhà quỷ ám 817 cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên ha, thì Nguyễn xin được phép đầu tiên là Nguyễn cảm ơn uh, em Mèo đã cho phép Nguyễn kể lại cái câu chuyện này của em và nó rất là dài và đến 3 tập. Nếu mà tổng cả thời lượng lại nha thì nó phải rơi vào tầm chắc là không phải uh... 5 tiếng hả? phải 5 6 tiếng gì đó, tầm tầm khoảng đó. Thì lúc mà mình thu á sẽ có những đoạn mà mình bị vấp rất là nhiều luôn, do là một là mệt và cái thứ hai là nói nhiều trong một cái khoảng thời gian liên tục như vậy thì chắc chắn á, là mình sẽ bị nhiều miệng, nhiều khi phát âm sai hoặc là có những cái lúc mà kiểu mình diễn tả cái câu đó cảm thấy là nó chưa được hay lắm cho nên là mình phải bỏ đi và thu lại làm sao đến cái khi mà mọi người nghe cái bản cuối cùng mình đếp lên trên Youtube thì chắc chắn là nó phải là bản hoàn thiện nhất và mình cảm thấy hài lòng với cái bản đó nhất. À, đó cũng chính là lý do vì sao mà mỗi lần thu á, tại vì bản, cái này chia sẻ thêm chút xíu là bản thân mình cũng là một người tương đối là cầu toàn, kiểu cái gì mà cảm thấy nó chưa được dù có một xíu thôi thì bắt buộc là mình phải thu lại ngay cho nên mỗi lần thu thì sẽ rất là lâu và cái thứ hai nữa là mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ha đã lắng nghe mình kể cho đến giờ này và mặc dù cái thời điểm mà mình đang nói cái câu này ra đó thì mình chưa cắt video đâu nhưng mà mình nhìn trên cái file thu hồi nãy giờ mình thu chắc không phải năm sáu tiếng rồi và hôm nay là một cái buổi thu cực kỳ đặc biệt luôn tại vì nguyễn đang thu trong lúc mà việt nam đá với lại malaysia đó thì có cầm cái điện thoại nè xong rồi có để bên đây nè kiểu đang thu á xong rồi có bị mất tập trung xong rồi cứ nhìn qua điện thoại để mà xem tỷ số và kết quả hôm nay là của đội bóng gia đình kiểu đội bóng kiểu quốc gia mình như thế nào rồi nhưng mà may mắn là có một cái tin rất là vui là mình vừa thắng được Malaysia và rồi cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha các bạn nếu thấy video này hay á thì đừng quên like share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nhấn vào nút biểu tượng cái chuông bên cạnh để mà mỗi khi nguyễn ra video á thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận được thông báo và mọi người cũng đừng quên comment ở bên dưới ha Mọi người cảm nhận như thế nào về video này Mọi người kiểu cảm nghĩ là Nguyễn còn nên kiểu khắc phục những cái gì nữa Trong cái lúc mà mình kể chuyện hoặc là nhạc nền như vậy thì có ok chưa Hoặc là mọi người muốn nghe một cái nhạc nền, có một cái nhạc background nó khác Mỗi một cái lượt comment, mỗi một cái lượt share, mỗi một cái lượt đăng ký kênh của mọi người Là một cái niềm động lực cho mình để mình tiếp tục ra nhiều video hơn nữa và từ đầu tháng đến giờ tính tới thời điểm hiện tại là chắc cũng 4 video rồi Trong khi có những tháng bình thường mà mình bận công việc chính á Một tháng chỉ ra được đâu đó tầm khoảng 4, năm 6 video thôi nhưng mà mới tới ngày thứ 12, hôm nay là 12 tây tháng 6 mà mình đã ra được 4 video rồi Và hy vọng trong tháng này mình vẫn giữ được cái tần suất ra nhiều như vậy để mà phục vụ cho mọi người Và rồi, nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện ma, câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog 2512 a gmail com Và các bạn cũng đừng quên là Nguyễn còn có một kênh nữa tên là Hồ Sơ X thì trên kênh hồ sơ X đó thì Nguyễn sẽ duy trì theo cái phong cách là mình sẽ đọc lại nguyên văn những cái tác phẩm mà những bạn tác giả sáng tác ra ha. Và bên cạnh đó cũng sẽ đọc lại những cái tác phẩm do chính bản thân Nguyễn Nguyễn là người viết. Um, còn gì nữa ta? À và Như nguyện xin được phép nhắc lại thêm một xíu nữa là mình vừa mới lập ra một cái group ở trên Facebook để tất cả chúng ta có một cái nơi để trao đổi trò chuyện về những cái uh, chủ đề liên quan tới tâm linh nè, cũng như là những cái sự kiện mà các bạn gặp mà những cái chuyện kiểu kỳ bí ở trong đời thì đường link group, uh, đường link email của Nguyễn là đường link Facebook, đường link page, đường link TikTok, đường link kênh hồ sơ X và đường link uh, donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.